Lại các bố hiểu dùm nha, tốc độ là gì? Tốc độ là khả năng lìa bỏ một nơi chốn, thì gọi là tốc độ nha. Thì ở đây vị tỳ kheo cũng có cái khả năng lìa bỏ phiền não, lìa bỏ ác pháp, lìa bỏ sanh tử trong thời gian ngắn nhất, thì gọi là tốc của vị tỳ kheo nha. Phải hiểu cái đó chứ cái cơ đừng như mình gượng ép mình mà này, phải hiểu như vậy. Tốc độ là vậy, tốc độ của con ngựa là khả năng lìa bỏ một nơi chốn trong cái thời gian ngắn nhất. À, ví dụ như từ cái cây số thứ nhất qua tới cây số thứ hai, từ cây số thứ hai qua cây số thứ ba, rồi thứ năm, thứ tám, thứ mười, mà so với những con ngựa khác cái thời gian nó ngắn hơn thì gọi là tốc độ của nó nha. Ở đây vị tỳ kheo cái khả năng tu chứng chính là cái tổ của vị tỳ kheo. Tốc độ gì ta? Tốc độ lìa bỏ sanh tử, lìa bỏ phiền não, lìa bỏ cái phàm tâm nha, nhớ cái đó. Ok, cho xin một cái tính nói thầy, tôi nói thêm cái này nữa, tôi sợ cái gì đó cái bao thoát nó mất nha. Chứ còn tôi cũng còn tới 1 tỷ chuyện tôi muốn nói trong mỗi cái đề tài cái này, phải là 1 tỷ nói hoài không hết. Chẳng lẽ tôi cho tôi nói chuyện này tôi mới đỡ áo mất. Chúng ta muốn đạt tới một cái tốc độ trong thiện pháp, muốn có được cái tốc độ trong cái điều hữu ích thì chúng ta làm cũng phải có phải bớt đi những cái chuyện mất thời gian cho những cái không cần thiết. Khi mà các vị dành quá nhiều thời gian cho cái chuyện không cần thiết nha, cà ri cà mò ăn nha, thì mất rất là nhiều thời gian cho cái ăn, mất rất là nhiều thời gian cho cái mặt, mất rất nhiều thời gian cho cái ở, mất rất nhiều thời gian cho cái chuyện quan hệ giao du, mất rất nhiều thời gian để mà đầu tư những thứ không cần thiết. Khi mà chúng ta mất quá nhiều thời gian như vậy thì tôi hỏi các vị làm sao các vị đạt được cái gọi là tốc độ tu hành nha. Bởi tại sao gọi tốc độ, nghĩa là toàn bộ thời gian phải dành cho một cái chuyện di chuyển mà nha, thì cái nó mới nhanh được nha, thì nó mở ra cho mình nhiều chuyện quan trọng lắm luôn. Người vị nhớ không, đó là sau khi nghe bài kinh này tự nhủ lòng mình, ta muốn có cái tốc độ như là Phật dạy thì coi như ta phải bỏ đi những cái râu ria không có cần thiết thì ta mới có được cái tốc độ. Các vị cứ tưởng tượng đi, các vị vừa lái xe mà các vị cứ ngó đông tây giáo giạc láo liên, rồi alo, rồi tết chat, rồi bốc đồ ăn chip snack trên xe, rồi lay quay làm sao các vị chạy nhanh được. Các vị muốn chạy mà cho nó gọi là xả gàng thoải mái, các vị phải tập trung vào cái chuyện chạy thôi quý vị ạ nha. Thậm chí có biết bao nhiêu người bên đây họ chết là vì sao? Là vì đang lái xe mà phone, đang lái xe tết chat, có người đang lái xe mà cứ cùm đi mò đồ gì đó, phản ứng chậm đi nha, vừa lái mà vừa mò đồ dưới chân. Mà sẵn đây tôi nói luôn cho rất nhiều phụ nữ trong room này, làm ơn hả, nếu mà lái xe hơi làm ơn kiểm soát ở cái khu vực mà ga với thắng là không có đồ đạc linh tinh ở đó, đặc biệt là nhiều người đã chết vì cái chai nước, các vị biết không, chai nước nó chung ở xuống dưới cái chân thắng á, đạp nó không có an, các vị nghĩ thì sao, nó chung xuống chân ga cũng chết mà nó chung xuống cái chân thắng cũng chết, biết nó hiểu không ta. Chung xuống chân ga thì cái lúc mà cần mà giọt nó chịu giọt, nó dướng cái chai ở dưới rồi, mà cần thắng thì nó cũng không thắng được, là vì nó dướng cái chai ở dưới rồi, cho nên nó là cái chai nước mà nó nằm ở dưới chỗ nào chết á, ở trên lên mà đến khi đó mình không có tăng tốc độ được mình cũng chết, mà lúc cần thắng á nó không ăn được, nhớ nha. Cho nên nó là cái xe nó phải trống trải thì mình có thể điều khiển một cách như vậy, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là không có mất thời gian cho cái chuyện rùi bu á, thì mình mới đi với tốc độ nhanh được. Và là việc gì cũng vậy hết, việc gì cũng vậy, muốn đạt được một tốc độ như ý thì anh phải bỏ đi những cái không cần thiết nha. Cái bài kinh này nó ác lắm, sâu chỗ đó đó nha, sâu chỗ đó. Nhìn quanh trong một căn phòng mà nó có quá nhiều đồ dư thì mình đoán ra được cái tâm tình của người chủ nha. Giường ngủ là 1, bàn ăn là 2, phòng khách là 3, phòng ngủ là 4, phòng đọc sách là 5, nhà cầu là 6, khu vườn bên ngoài nhà là 7, nhà mình là 8 nha. Tất cả những cái nơi này mà mình cứ liếc qua một cái, không cần lục lão, không cần phải xăm soi, chỉ liếc qua cả nhàn mà mình thấy nó có quá nhiều cái đồ dư thì mình đã đoán ra được phần nào cái tâm tình, cái quan điểm, lập trường, chủ trương, chính sách và quan điểm của cái đồng chí chủ nhà. Ok, nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì ở đây một người tu hành đó là muốn có được một cái tốc độ lìa bỏ sinh tử như ý, là chuyện đầu tiên là coi như là phải loại bỏ những thứ là mất thời gian. Cái câu này ghi nha, câu này rất quan trọng.
muốn có được một cái tốc độ tu hành ngon lành thì phải loại bỏ những cái gì mà làm cho mình mất thời gian. Rồi, ok. Bây giờ mới tạm thời đó, tạm thời yên bình khác nha, tạm thời qua bài kinh khác. Kinh gì đây? Bài kinh tiếp theo là bài kinh rồi hai bài kinh tiếp theo là ý các bài kinh tiếp theo các bài kinh ngựa giống nhau à, các kinh ngựa thì giống nhau. Một bài thì ngày đi nói về mỗi tầng thánh khác nhau à, nhưng mà gom chung lại thì sao ta, gom chung lại thì cái nhan sắc của vị tỳ kheo chính là giới hạnh, sức mạnh của vị tỳ kheo tức là khả năng tinh tấn, và cái tốc độ của vị tỳ kheo tức là cái khả năng mình lìa bỏ sanh tử phiền não đó, thì nó chính là cái khả năng tu chứng thánh trí, nhớ nha. Thì các bài kinh một loạt đều có một nội dung như vậy nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học qua bài 97 nha, tại vì 94, 95, 96 nội dung giống nhau, chỉ có cái là ngày thêm ngày đổi cái tầng thánh thôi nha, biết trung tâm hiểu không. Thì ở kia đã cái tầng kia thì người nói về sơ quả, bài thứ hai người nói về nhị tam tứ quả, có nghĩa là trang như vậy nhưng mà ngày thay đổi cái tầng thánh thôi. Như vậy mình có quyền gom lại: một là nhân sắc của tỷ kheo là giới hạnh, hai cái sức mạnh của vị tỳ kheo là khả năng tinh tấn, ba cái tốc độ của vị tỳ kheo là cái khả năng tu chứng thánh trí, vậy thôi nha. Rồi tiếp theo từ cái 97 trở đi, 97 cho tới 98 đó, từ bản tiếng Việt cái nha, cái con số này là nói theo bản tiếng Việt nha. Thì ở đây ngài dạy rằng đó là một tỳ kheo và coi như là có cái đời sống tu tập mà trong sạch đó. À, thì giống như tôi giảng một lúc hai bài luôn nha, tôi giảng lúc hai một tỳ kheo mà có đời sống tu tập ngon lành á, thì giống như một cái miếng vải quý có giá trị, dầu nó còn mới hay cũ thì mà có rất là nhiều việc để mà dùng nó nha. Còn mà một cái vị tỳ kheo mà không có tu đàng hoàng đó thì giống như là một cái miếng vải mà rẻ tiền. À, một miếng vải rẻ tiền nghĩa là dầu nó còn mới hay là nó cả cũ xì thì không biết, cũng rất là khó sử dụng. Biết nói được mà hiểu không ta? Trong rung có bị hiểu cái này không? Alo, rồi tôi nhắc lại đây, ngày dùng hai cái ví dụ. Lúc mới đầu tôi đọc tôi hơi sốc sốc, hơi lạ lạ, tại sao thiếu gì ví dụ, ngày dùng ví dụ này nhưng mà ngồi ngẫm lại ví dụ này hay, ví dụ này đẹp. Tức là người nói một cái miếng vải mà nó là hàng đắt tiền, nó là đồ tốt á, thì nó còn mới, mình xài theo kiểu mới, mà lúc mà cũ rồi đó thì mình cũng thể sử dụng nó một cách rất là vui vẻ, thích thú nha. Hôm nay thì tôi khai ra cho bà con chuyện riêng tư tôi kỳ, nhưng phải nói là tôi sợ ta. Cái vải tôn sư thì tôi nói về vải thì nhiều bà con ngạc nhiên tại sao tôi biết, nhưng mà đó là mình cầm cái tấm vải siêu, tức là lĩa tơ tầm á, giá lụa đó, gọi là mình nếu đồ lạnh á thì mình cầm cái miếng cashmere, một cái áo bằng cashmere đó à, mình cầm nó lên, dầu mình thấy mình lỡ tay mình giặt mà nó có thun, nó có rút lại đó, thì mình cũng thấy thích. Mặc dù mình tiếc áo thiệt, nhưng mà thí dụ mà mai này mỗi lần mà mình cầm đó mình cũng thấy thích nữa, cashmere. À, còn cái gì, một cái áo mặc bên trong mùa hè đó mà bằng siêu đây tôi sạch thôi, thì mình cầm mình chạm tay vô cái miếng vải siêu mình thấy cũng thấy thích nữa, nó cũ rồi cũng thấy thương nha. Còn đồ ấm á, mà bằng cashmere đó mình cũng thấy cũng thích nữa, trong khi đó là những cái chất liệu khác đó, thì nó đã cũ rồi đó, của nó là nhăn nó đã rách rồi, là mình thấy nản rồi nha. Mình có chút kinh nghiệm nó đọc từ kinh thì mới thấy thấm. Thì nghe nói rằng một cái người mà có tu hành đàng hoàng á, thì họ có ra sao đi nữa, ở góc độ nào họ cũng có giá trị hết. Biết trong đó mới nghe rõ không, nghe rõ chỗ này không? Một vị tỳ kheo mà có nội dung, có nội hàm, có hàm dưỡng á nha, thì nhìn họ ở góc độ nào họ cũng có giá trị, và theo năm tháng họ càng lúc
thì có thể già đi, nhưng mà họ vẫn có giá trị ở mặt này hay mặt khác nha. À, trong khi một cái miếng vải mà cũ á, ở miếng vải mà không có đáng gì đó, thì một khi mà ngay khi nó còn mới là mình nhìn nó là mình đã không muốn cầm, không muốn nhìn rồi, nói chi là lúc nó đã cũ, đã sờn, đã rách, đã lủng nha. Thì một tỷ kheo mà không có cái nội hàm, không có cái khả năng hàm dưỡng, không có cái gì gọi là giá trị tinh thần hết, thì dầu có sống lâu bao nhiêu lâu đi nữa, sống thâu lâu, sống thọ bao nhiêu đi nữa, thì cái này không có giá trị, nhìn từ góc độ nào, không biết xài thì chỗ nào, nói thẳng luôn nha, không biết xài chỗ nào. À, cho nên tôi nói hoài, tôi nói rằng có nhiều người trở thành đồ cũ, mà có người sống lâu trở thành đồ cổ là như vậy. Là bây giờ các vị mới nhớ nha, các vị nhớ cái này nha. Có những người sống lâu chỉ thành đồ cũ thôi, mà đồ cũ là sao ta, làm những nước đem đi lệnh thôi. Nhưng mà có người càng sống lâu họ càng thành đồ cổ nha, mà đồ cổ đồ thời gian càng lâu càng tốt, nhớ nha. Nhớ. Sống lâu mà thành đồ cổ thì nên, chứ còn tốt thì không nên. Cũ với cổ nghe nó cái âm nó giống nhưng mà nó khác nhau ngàn trùng nha. Đây cũng vậy, một cái người có tu tập có hàm dưỡng dung tinh thần ngon lành nha, thì theo năm tháng họ vẫn tiếp tục có giá trị, dù từ góc này góc độ khác thì họ luôn luôn có một cái giá trị nhất định nha. Còn người có nội hàm không hàm dưỡng, không có giá trị tinh thần, thì theo năm tháng họ càng lúc càng bệ ra, càng rẻ tiền, chỉ vậy thôi nha. Okay, tiếp theo mình học qua cái bài kinh khác nha, mình học qua bài kinh khác, tức là tôi làm cho một lèo hai bài luôn. Rồi bây giờ tiếp theo là cái bài kinh hạt muối nha, bài kinh hạt muối. Cái này, cái bài kinh này tôi bổ, nếu mà bài kinh này đó là đối với rất là nhiều người nó quan trọng lắm nha. Là vì sao? Vì ở đây Đức Phật ngày dạy thế này, này các tỳ kheo, có nhiều người đó, họ cho rằng làm cái nghiệp đó đó, là nghiệp cái làm cái nghiệp thiện như vậy là chắc chắn là sẽ được sướng, làm cái nghiệp ác là chắc cái người này mà là ngã là chắc chắn sẽ bị đau khổ. Cái đó vừa sai mà nó vừa đúng. Là vì sao? Là bởi vì nói từ nguyên tắc vũ trụ thì nghiệp thiện, nghiệp lành nó luôn luôn nó tạo ra hỷ lạc, mà nghiệp ác, nghiệp bất thiện thì nó luôn luôn nó tạo ra cái khổ ưu. Đây là cái lực vũ trụ, lực kinh chung. Nhưng mà trong thực tế đó, đây ngài nói cho mình biết rằng có nhiều người đó, khi mà họ có tu tập nhiều, nhẹ ngon lành, thì một hai cái nghiệp ác nhỏ nó cũng không đủ làm cho họ bị suy xiển. Nhưng một người mà cái ác quá nhiều thì một tí ác sẽ làm cho giọt nước, nếu như trở thành giọt nước tràn ly, các hiểu không ta? Tôi nhắc lại lần nữa đó là bài kinh này nó sâu, chỗ này nó gỡ cho mình nhiều cái mối là ta lòng lắm nha. Tôi nhắc lại quy luật nguyên đạo muôn đời của vũ trụ, cái quy luật muôn đời vũ trụ là cái điều thiện nó sẽ cho cái hỷ lạc, tức là vui thân vui tâm, vui thân sướng thân và vui tâm. Còn cái ác nghiệp đó thì muôn đời nó đem tới khổ ưu, có nghĩa là khổ thân khổ tâm. À, đó là quy luật muôn đời, như đó là cái luật chung. Nhưng trong thực tế đó, những ai mà phước nghiệp quá thì chút ít nghiệp xấu không sao hết, mà những ai mà nghiệp ác quá nhiều đó thì chút ít nghiệp thiện cũng không có thấm tháp vào đâu. Wow, bài kinh này là một cái khích lệ và cũng là một lời cảnh báo quan trọng tất cả chúng ta. Even me, tôi đọc bài kinh này tôi cũng thấy là coi như thần chú hộ mệnh vậy đó nha. Tôi nhắc lại một người quá nhiều ác nghiệp thì chỉ cần thêm một tí ác nghiệp nữa nó trở thành ra là giọt nước tàn ly. Một người có quá nhiều thiện nghiệp thì chỉ cần nó làm một chút thôi thì nó cũng trở thành giọt nước tràn ly, tha hồ mà hưởng nha. Còn nếu mà một cái người làm quá nhiều ác nghiệp mà bây giờ quất vô một miếng thiện nghiệp nó không có thấm tháp vào đâu hết. Ngày ví dụ cũng giống như một cái gì ta, một cái hộp muối. Giống như cái hộp muối mà mình bỏ vô một cái lượng nước lớn đó, bỏ vô một dòng sông đó, hay mình bỏ một cái nắm muối vô dòng sông đó, thì dòng sông đó nó không có thể nào nó mặn được hết, nhớ nha. Nhưng mà nếu mà một cái nắm muối đó mà mình đều bỏ vô một cái tô, một cái ly á, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn, nó có một cái tác động rất là đáng kể nha, nhớ cái này.
Vâng, rồi ngày còn có một cái ví dụ nữa, cũng giống như cái người giàu á, mà lỡ tay làm chút nghiệp xấu gì đó thì cái đồng tiền của họ, uy tín của họ nó có thể hóa giải mọi thứ, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Còn nhà nghèo sơ sát thì một cái tội nhỏ xíu là đủ anh đưa vào tù rồi, thì không, anh không có khả năng luật sư, anh không có khả năng đền bù, và dưới mắt dư luận anh rõ ràng là một cái thằng tham, thằng một cái người xấu. Nhưng mà cái anh nhà giàu lại khác, cái thân thế của anh, cái tài sản của anh, cái uy tín của anh, cái quyền lực của anh thì đủ để che chắn bảo vệ anh, ở tao chứ đỉnh không sao hết. Nhớ nha, đây cũng vậy, một cái người mà nhiều phước báo đó thì có một tí nghiệp ác không sao hết, mà cái người quá nhiều nghiệp ác thì một tí nghiệp thiện không có thấm thía vào đâu hết nha. Nhớ cái này, mà tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng, nó quan trọng ở chỗ này nè, tức là phải luôn luôn mình sống trong một cái suy tư như sau: tôi sẽ sống như thế nào mà để tôi có thể hóa giải càng nhiều càng tốt những cái ác nghiệp đó. Cái chuyện mà mình cầu nguyện cúng sao giải hạn nó không có một cái giá trị gì hết. Trong đây nói bài kinh này nói rất rõ, chỉ có thiện pháp mới cứu được con thôi, không ai cứu được con hết. Nhớ nha, thần tiên tái thế cũng không cứu được con, nói gì ba cái chuyện mà cúng sao giải hạn nha. Nhớ cái này nha, cho nên bài kinh này nó sâu đó, bài kinh nó sâu sâu ở chỗ là luôn luôn sống trong nhận thức thế này: tôi sống như thế nào mà để tôi có thể hóa giải càng nhiều càng tốt nha những cái ác nghiệp. Cách nào đây ta? Chỉ có một cách thôi, là vun bồi thiện pháp, có dịp làm ngay. Tôi sống như thế nào để không khiến cho một cái tiếng tiên nghiệp ác nó trở thành gánh nặng cho tôi, là sao? Nghĩa là tôi đừng có ác ôn nữa. Khi tôi không sống ác ôn nữa thì một chút ác nghiệp nó không có đủ ăn thua gì hết. Còn mà mình sống thường thực bằng cái nội tâm bất thiện đó, thì coi như là thứ nhất là mình, ở cái này quan trọng này, khi ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng bất tâm, cái tâm tâm thái bất thiện á, tâm tư bất thiện á, thì nó có ba bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất là ta đang tạo điều kiện cho cái nghiệp xấu quá khứ nó trổ. Wow, cái này nhớ nha, tạo điều kiện cho nghiệp xấu quá khứ nó trổ sanh. Thứ hai nữa là khi mà ta liên tục, mà ta thường xuyên sống bằng tâm bất thiện thì ở đâu nó ra trời? Bởi vì không thể nào mà thiện với ác nó chen nhau cùng một chỗ, chuyện đó không có. Không có chuyện này, thiện ác nó phải đứa trước đứa sau, chứ không bao giờ có chuyện thiện ác chung hết. Cho nên cái ba cái bất lợi đầu tiên, ba cái bất lợi căn bản mà tối thiểu của người sống bất thiện, cái bất lợi thứ nhất là họ tạo điều kiện cho cái ác nghiệp quá khứ nó trổ sinh. Hai đó là khi mà mình sống quá nhiều, mình dành quá nhiều thời gian cho cái ác pháp thì cái thiện pháp coi như không có. Mà cái người mà trong sanh cõi sanh tử mà không có thiện pháp thì họ đi về đâu trời nha. Cho nên khi mình sống với ác nghiệp thì coi như thiện pháp không có chỗ đứng. Mà trong cõi sanh tử ha, sanh tử mà không có thiện pháp thì là cái sao sống. Rồi tiếp theo đó là cái quả báo thứ cái bảy thứ thứ cái bảy tiếp theo của cái lối sống mà ác đó, đó là ác pháp có mặt ngay lúc nào thì đương sự đau khổ ngay lúc đó. Khi mình sống bằng tham, khi sống bằng sân, sống bằng tà kiến, bằng dứt khoát là mình khổ nha. Nhớ là cái đó quan trọng lắm. Cho nên đây là cái ba cái điều bất hạnh cho cái người mà sống trong cái ác pháp nhiều quá. Nhớ nha, một là mình là tạo điều kiện cho nghiệp xấu quá khứ, hai là thiện pháp không có chỗ đứng, thứ ba đó là ác pháp có mặt lúc nào thì mình đau khổ ngay lúc đó. Đây là một sự thật nha. Dầu cho mình nói rằng tôi đâu có khổ gì đâu, tôi đang vui mà, tôi đang uống rượu mà, tôi đang đánh bài, tôi đang câu cá, vui quá vui, nhưng mà mình không biết rằng bản thân những cái ác là bản thân nó là khổ, bản thân mình sống trong cái ác tâm của nó là khổ. Vì sao? Là vì mình sống không có cái khả năng gọi là tự đề phòng, và mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, nghĩa là lúc nào mình cũng ra đi trong một cái sự gọi là nguy hiểm rình rập, bởi vì đang sống trong ác pháp mà, đang sống trong ác pháp. Cho nên một là mình bị khổ mà mình có thể cảm nhận được, còn hai nữa là cái khổ khổ không cảm nhận được, có nghĩa là mình sống trong một sự bấp bênh, sống trong sự nguy hiểm, chỉ cần lúc đó mình tắt thở lúc nào là mình mệt mỏi lúc đó nha. Rồi tiếp theo đó là cái ngày ngày ví dụ cái hột muối đó, là tôi trở lại cái đề tài hột muối đó, là nghe nói là một cái nắm muối mà đem luyện xuống dòng sông,
thì nó không đủ sức làm cho dòng sông nó mặn. Cũng vậy, một tí ti gì ác pháp thì không có ảnh hưởng gì tới người có quá nhiều thiện pháp. Một tí ti thiện pháp thì cũng không có đủ gì cho cái người quá nhiều ác pháp. Trong rừng hiểu này không ta? Alo, có hiểu chỗ này không nha? Một người có quá nhiều ác pháp thì một chút thiện pháp không nghĩa lý gì hết, không cứu được họ. Mà một người có quá nhiều cái thiện pháp thì một chút ác pháp cũng không có đủ hại họ. Tuy nhiên cái này mới quan trọng. Trước khi mình niết bàn, Đức Phật ngài có dạy cái này: này các tỳ kheo, vạn hữu là vô thường, không chi bền vững, hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Dễ ngươi đây là sao? Dễ ngươi này có nghĩa là từ xưa gọi là dễ vui đó, còn cái từ hiện giờ người Việt mình dùng là dễ ngươi. Nói dễ ngươi ta hiểu, chứ nói dễ vui với người cũng hiểu. Chớ có dễ ngươi đây là gì? Điều ác nhỏ rồi làm, coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Rồi cái gì nữa? Lòng cầu tái sanh. Cái lòng mà mong tái sanh về cõi vui cũng là một kiểu dễ ngươi nha. Còn mong hưởng cái phước nhân thiên cũng là một kiểu dễ ngươi. Bởi vì không có hề chịu nghĩ rằng còn có mặt trong tam giới là đang có mặt trong cái chỗ nguy hiểm nha. Còn có mặt trong tam giới là còn có mặt trong chỗ nguy hiểm, trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Nó giống như bãi mìn vậy đó nha. Nó giống như bãi mìn, tam giới nó giống như bãi mìn. Chứ mà nói là căn nhà đang cháy thì nhiều người tỉnh bơ, nhưng mà phải nói là tam giới nó giống như cái bãi mìn vậy đó. Có nghĩa là mình cứ lay quay trong đó, quay trong đó thì thế nào cũng dính. Sẵn ở đây tôi nói luôn cho bà con nghe một chuyện mà con gọi là tỉnh hỏi cũng nên teo một chút nha. Có nghĩa là làm mình nên gọi là niết bàn càng sớm càng tốt. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái tam giới nó như cái bãi mìn vậy. Tức là chỉ sáng nay mình không có đạp thì trưa nay xế xế mình có thể đạp. Tại sao vậy? Vì trong vô số kiếp quá khứ quý vị đã nợ quá nhiều nghiệp xấu, quý vị phải tin chuyện đó. Các vị phải tin cái chuyện đó nha. Phải tin là mình có quá nhiều nghiệp xấu. Mà nghiệp xấu đây là gì ta? Là cái nghiệp du oan giá họa người khác, cái nghiệp mà mình cắt cổ người khác, cắt đầu mình bớt người khác, cái tội mà mình đầu độc mình giết người khác, cái tội mà mình đưa người khác vào cái chỗ mà ngục tù chết chóc, cái tội mà mình gieo rắc cái mầm bệnh cho người khác, cái tội mà mình làm cho người ta phải máu lệ đó. Thì tất cả những cái đó đó là coi như quý vị và tôi là coi như là một núi. Cái nghiệp bất thiện của mình nó nhiều tới một núi lần từ chầu của quý vị nha. Thì các vị tưởng tượng đi, các vị tu được bao nhiêu, các vị tu được bao nhiêu. Dạ, các vị tu được bao nhiêu cho nên cứ nhớ cái này. Niết bàn được thì coi như mình xù hết mấy cái nợ đó. Không phải nói đó là bây giờ ai mà không có, mà có nhiều người họ nghe tôi giảng cái này, họ nói con đâu có ác dữ thần như sư. Sao sư nói con giống như con là khùng hung cực ác tính đúng. Anh chị bây giờ những cái mặt như vậy đó thì tưởng là hiền, chứ không phải là kiếp trước mới có hai kiếp ba kiếp. Nhưng trước thì đức hai anh chị là một cặp gọi là sát thủ á, sát thủ liên hoàn đó. Và có thể là đi ăn cướp, rồi hai người hùng hợp làm ăn, rồi giết người hại bạn, lừa thầy phản bạn, ai biết. Rồi nhờ một cái phước cũ rồi đó, bây giờ mang cái người mặt mũi dễ coi. Chứ còn cái tiền mà gọi là bạo lực của hai anh chị tôi nó cực lớn nha. Đừng đến nỗi đó mình ngồi làm thơ nha. Cho nên là không dễ ngươi là gì, là không có coi thường cái ác nhỏ. Là bởi vì chỉ, mình không biết là cái nghiệp ác của mình nó nhiều hay ít mình cũng biết, mà chắc chắn là nhiều. Cho nên một tí ti ác pháp nó có thể là cái cơ hội làm cái giọt nước tràn ly nha. Cho nên nó là thường sống trong tâm bất thính đáo, tạo điều kiện cho cái ác nghiệp quá khứ đổ qua, nhớ nha. Và khi ta sống trong cái thiện tâm á, trong cái lòng lành á, thì nó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất, thiện tâm có mặt ở đâu thì mình an lạc lúc đó, quả báo hiện tiền. Thứ hai, chính cái thiện tâm á, nó là cái cơ hội, nó là cái sự để dành tài sản cho kiếp sau. Thứ ba, chính cái thiện tâm á, nó là cơ hội cho cái thiện nghiệp quá khứ đổ quả. Và nếu nó mạnh á, thì nó chặn được cái nghiệp quá khứ. Vì theo nguyên tắc nghiệp báo của nhà Phật, của Phật giáo Nguyên Thủy, thì không có sự bù trừ. Có nghĩa là tôi giết người xong tôi cắt cái chùa hết, cái đó không có. Hoặc là tôi giết người xong tôi nhờ là chư cao tăng đại đức tụng kinh cho tôi, thì tôi sẽ hết tội, cái gì đó không có. Bù trừ là không có, cầu nguyện là không có, tha lực là không có. Nhưng có cái này,
Đó là khi cái nghiệp A mà đến lúc nó trổ quả đó, mà nó cũng vào ngay thời điểm đó mà nghiệp B cũng đến lúc trổ quả nha, thì cái đứa nào mạnh nó lấn đứa kia. Các vị nghe kể không? Tức là tụi nó xử nhau thì được, nhưng mà chỉ hai cái nghiệp mà nó cùng một lúc á, thì cái đứa nào mạnh thì đứa đó nó lấn đứa kia. Nhưng mà kêu bù trừ là không. Ví dụ như hồi thì bây giờ tôi đi giết người cướp của ha, cưỡng phụ nữ nha, xong rồi cái tôi mới vài ba chục năm sau tôi mới bỏ tiền ra tôi cất một cái chùa to đùng lên coi như để gỡ cái tội, là cái đó sai, cái đó không được, cái đó gọi là bù trừ. Ở trong đạo Phật không có vụ đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy không có bù trừ, càng không có chuyện tha lịch, dùng tha gọi là gỡ nghiệp thì đó là không có. Tôi không biết mấy vị trong rung này thuộc về cái tầng lớp nào, thuộc về cái loại, cái kiểu, cái hẹn người nào, tôi không biết. Tôi không biết các vị đã nghe bao nhiêu thầy bà hứa hẹn là tẩy rửa tội ác gì đó, tôi không biết nha. Nhưng mà theo cái biết của tôi trong kinh điển Pali thì không hề có cái chuyện đó. Đã làm là phải dính. Bởi vì các vị nhớ ngày ngày Một Quyền Liên không? Thành thông cỡ đó, tu hành cỡ đó nha, mà Phật gọi thế, vậy mà ngày Một Quyền Liên vẫn phải chết băm vằm như tương tương tạo. Đó là đệ nhất thần thông Minh Tăng. Còn đệ nhất thần thông Minh Ni đó là đi bác về bị người ta cưỡng cưỡng bức, mà lúc Đức Phật còn tại thế sao thì không cứu đi, là hai. Trường hợp thứ ba đó là dòng họ Thích Ca bị tan xác, là thay chất thành núi thành đồi, mà máu chảy thành sông, thì lúc tại sao Đức Phật và chư Thánh Tăng không đi cứu đi nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Rất là nhiều người Phật tử nha, cứ biết cái chuyện này nhưng mà cũng tái là tha lực. Đấy, đi Thái Lan bùa rồi tưởng này tưởng kia, xa lợi xa liếc thì tùm lum hết nha. Cứ nhớ sống bằng thiện tâm thì mới có cơ hội nha, mới có cơ hội. Mà thiện tâm là gì? Tôi không có bắt quý vị phải đi chùa mỗi ngày, ngày nào cũng tốn tiền muôn bạc vạn, tôi không có nói như vậy. Mà cái mà sống bằng cái thiện tâm là gì? Có nghĩa là luôn luôn biết rõ mình ác, đó là thiện tâm. Nhớ bao nhiêu đó, nó có nhiều cái định nghĩa lắm nha, nhưng mà tôi bữa nay tôi chọn cái định nghĩa đó, luôn luôn kịp thời phát hiện cái ác của mình. Thí dụ như đây là bủn xỉn nè, đây là ganh tị nè, đây là tham nè, đây là sân nè, đây là sợ nè, đây là ghen tị nè, thường xuyên phát hiện cái đó là đối với tôi đó, đó là tu nha. Chứ còn có vị nào mà sang hơn chút thì phát hiện đây là tâm thiện nè, đây là từ bi nè, đây là trí tuệ, như đó là thì tôi chủ trương không có phát hiện nhiều, chứ không có quan sát nhiều, tôi chỉ nhìn có tâm ác, về tâm ác nó nhiều hơn nha. Mà khi mình nhìn cái tâm ác nó có hai cái lợi, khi mình nhìn tâm ác alo, các vị có nghe không, các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn. Các vị có biết rằng là tôi có một cái tâm sự rất là kỳ quái, đó là tôi rất là khó chịu khi mà tôi nghe lại cái giọng nói của tôi. Lúc tôi giảng là tôi không có nhớ, đó là tôi nghe lại tôi khó chịu kinh khủng lắm. Tôi không biết tại sao mà thiên hạ có thể nghe được cái đó, phải nói là chuyện đặc biệt. Chứ còn tôi nghe giọng như tôi nghe không nổi. À, bây giờ là mình học tiếp cái kinh Lộc Vàng, kinh Người Vàng, kinh Lộc Vàng. Mà trước cái kinh đó ôn lại kinh cũ chút xíu thôi. Đức Phật ngày dạy rằng là trong cái kinh hạt muối đó, ngày dạy rằng là một tí muối mà bỏ vào trong cái chén ấy, thì nó sẽ làm cho cái chén nước nó mặn. Bỏ vào cái chén nước nó làm cho đủ làm cho chén muối nó mặn. Nhưng mà một tí muối mà đem luyện xuống dòng sông lớn á, thì nó không có đủ để mà nó tạo ra một cái thay đổi nào hết. Cũng vậy, một cái người mà có là tu tập, tùy cái mức độ nha, tùy cái mức độ tu tập, các cái hạnh lành, các cái công đức, mà cái sức ảnh hưởng của tội lỗi nó cũng theo đó, mà nó ảnh hưởng ít nhiều lên đương sự. Cái bài kinh này chúng ta không thể hiểu theo kiểu mình trẻ con, hiểu theo kiểu trẻ con có nghĩa là tôi tu nhiều thì lỡ mà tôi có làm cái gì tội lỗi tỉnh trí xác trừ nha. Bài kinh này rất là dễ bị hiểu lầm như vậy.
nha, rất là dễ bị hiểu lầm như vậy. Có nghĩa là tôi nhắc lại cái hiểu lầm đó nha, là mình tu tập nhiều phước báo, nhiều công đức, thì lỡ mà mình có làm chút ít cái tội lỗi gì đó thì coi như cũng bù trừ, coi như là nó không có đáng vào đâu. Giống như là mình thu nhập mình nhiều thì mình lỡ mình có nợ ai đó 5-3 đồng thì không sao, hiểu như vậy đó. Thì nó hơi nghèo, mà cái nội dung bài kinh này nó nằm ở chỗ này nè, nó nằm ở chỗ này. Cái nghĩa một mà tôi gọi là hiểu lầm đó, thật ra nó cũng không phải là nó sai, nhưng mà nó vừa nghèo, nó vừa cạn mà nó vừa nguy hiểm. Nghèo cạn mà nguy hiểm, thì đành rằng người phước nhiều á thì có chút ít lầm lỗi cũng không sao. Nhưng mà cái sâu của bài kinh này nằm ở điểm này, là với một cái tâm hồn mà có tu tập thường xuyên sâu dày, làm ơn ghi giùm cái này nha, một cái tâm hồn tu tập thường xuyên sâu dày thì những cái tâm xấu, những cái tâm bất thiện đó, một là nó không có nhiều cơ hội để mà nó xuất hiện, hai là nếu có đó thì ở một cái tâm hồn mà thường xuyên tu tập, tôi nhấn mạnh cái chữ thường xuyên tu tập sâu dày, niên mật, thì cái ác mà xuất hiện ở những cái nội tâm như vậy nó cũng không có nhiều. Tôi ví dụ như một cái người mà gọi là thường xuyên tu tập từ tâm, từ bi hỷ xả, thì nếu họ còn là phàm phu 100%, thì một lúc nào đó mà ngộ nhỡ như mà họ có phải gặp cái cảnh mà trái ý đó, thì họ cũng có bực mình nhẹ thôi, nhẹ thôi, chứ họ không có đùng đùng như là cái người không có tu tập. Và tôi có thể chứng minh cho các vị thấy, ví dụ như những cái người họ thức, nói luôn là những cái vị giáo sư, những vị bác sĩ đó, họ vốn dĩ trải qua nhiều năm tháng được trui rèn đào luyện ở trong trường đại học, ở đó họ thường xuyên tiếp xúc với thầy bạn, những cái con người ăn học, cho nên khi mà mai này mà họ có ra đời, mà họ mở phòng mạch, mở văn phòng gì đi nữa, thì trước những cái hoàn cảnh mà phải nổi điên lên thì cái phản ứng của người ăn học đó, nó cũng khác. Các vị thấy rõ ràng như vậy nha. Cái người ăn học đó, cái phản ứng của họ đó, khi mà nổi nóng đó, nổi điên lên đó, nó cũng có cái điểm khác so với người ít học. Thì ở trong cái Phật pháp cũng vậy, cái người mà thường xuyên trao dồi dồi mài đạo luyện cái nội tâm, thường xuyên sống bằng chánh niệm trí tuệ, bằng thiền định, bằng từ tâm ha, thì là lỡ như mà có gặp phải một cái hoàn cảnh nào đó mà để tham hay là để giận thì họ ít hơn cái người bình thường. Mà kinh này phải hiểu thêm cái nghĩa thứ hai này nữa nha, có nghĩa là cái tâm bất thiện đối với họ đó. Đây mình phải hiểu cái chữ mà cái muối cái một tí muối ở đây mình phải hiểu ngầm là tâm bất thiện, mà cũng có nghĩa là quả thiệt bất thiện, vừa là nhân bất thiện và vừa là quả bất thiện luôn nha. Thì cái một cái nội tâm mà nó thường xuyên tu tập sung mãn tràn đầy như một dòng sông lớn, thì cái ác pháp mà nó xuất hiện trong nội tâm nó cũng không có đáng kể. Đó là nói về nhân bất thiện. Còn nói về cái quả bất thiện thì đối với một người phước báo bao la mênh mông thì một tí quả bất thiện nó cũng không có đủ đâu khổ đâu hết. Thí dụ như là một vị chánh đẳng chánh giác chẳng hạn, hoặc là những cái bậc đại nhân như là bà Quý Sa Kha, Lâm Cấp Côn Đốc, hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, những cái vị mà phước báo mà nói là tràn trề bao la bát ngát như vậy đó, thì tí ít thì là ác nghiệp quá khứ thì cũng chỉ có cho vui vậy thôi, chứ cũng không có đủ đâu vào đâu. So mình là chỉ cần mình chịu một tí nạn của Đức Phật là mình đã sậm rồi nha. Cho nên ở đây là mình phải hiểu ngầm nó là cả cái nhân bất thiện và quả bất thiện, cái đó là cái quan trọng nha. Rồi thì đối với người mà thường xuyên sống ở trong cái tâm bất thiện thì cái thiện pháp đối với họ mỗi lần nó có cơ hội xuất hiện cũng rất hạn chế, rất là giới hạn. Ác quá tấm thường xuyên ganh tị, cho nên lâu lâu có một chút cái cơ hội để tùy hỷ, thì cái tùy hỷ đó nó cũng rất là yếu ớt, nó rất là mong manh nha. Đó là về cái nhân. Và khi mà sống bất thiện nhiều quá thì cái tâm ác đó là cái cơ hội tốt để hỗ trợ cho cái quả xấu đời trước nó trổ sinh.
Nha, cái này mình phải nhớ, cái này quan trọng nha. Còn khi mình thường xuyên sống trong tâm thiện đó, thì mình được hai cái điều lợi. Cái điều thứ nhất là tâm thiện có mặt lúc nào thì tâm ta an lạc lúc đó, ngay gọi là hiện tiền trước mắt. Thứ hai là chính cái tâm thiện của mình nó là một cái điều kiện rất là tốt để nó hỗ trợ cho cái quả lành quá khứ nó trổ sinh. Nhớ nha, cái này nhớ, cái đó, hai cái tôi nhắc lại. Cái tâm thiện nó cho mình hai cái quả lành. Thứ nhất là ngay khi nó có mặt đời hiện tại đó, làm cho mình được an lạc. Ngay khi nào mình sống bằng tâm lành đó, là lập tức an lạc. Rồi cái điều thứ hai đó là nó cho một cái quả lành cho đời sau. Còn cái việc ác, cái tội lỗi cũng có hai cái quả, đó là cái quả quả nhãn tiền và cái quả hậu hậu lai. Cái quả nhãn tiền là khi mà mình sống bằng tâm bất thiện là trước mắt là không an lạc rồi nha, không an lạc. Cho dầu đó là tâm tham hay là tâm sân, cho dầu đó là tâm tham, nhưng mà chẳng hạn mình đang là sống sung sướng hưởng thụ, mình tưởng nó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra cái hạnh phúc đó cho mình hiểu lầm. Chứ còn cái dư hậu của cái tâm tham nó thường là trái đắng. Ở tuổi 10 này tôi nhận thấy điều đó nha, trái đắng. Cho nên cái quả trước mắt nó làm cho mình không an lạc, và nó sẽ để lại một cái quả hậu lai, cái ngày mai này mình lại đắng cay muôn phần. Nhớ như vậy. Cho nên ở một cái người mà nhiều phước báo đó, thì một tí ác nghiệp, một tí ác quả không có thấm thía rồi, nó không có đủ để làm cho họ đau khổ. Và một người mà có nhiều cái nhân thiện đó, thì một tí cái ác tâm đó, nó cũng không làm đủ làm cho họ trở nên xấu hay tệ hơn. Và ngược lại, đối với một người mà có quá nhiều cái ác nghiệp đó, thì một tí tí phước, một tí quả lành nó cũng không đủ giúp được họ bao nhiêu. Và cái người mà có quá nhiều cái ác tâm đó, thì một tí tí thiện tâm đó, nó cũng không có đủ để thay đổi cái con người của họ. Nhớ như vậy. Thì bài kinh này chung quy lại nó có nội dung là hãy sống như thế nào để mà ta có thể thường trực sống ở trong cái pháp lành. Pháp lành là gì? Pháp lành ở đây nó bao la lắm, mình chỉ gọi là có ba thôi nha. Cái pháp lành thứ nhất đó là vô tham. Vô tham ở đây có nghĩa là buông bỏ càng nhiều càng tốt, luôn luôn nhớ rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có, và cũng do duyên mà mất đi. Sở dĩ ta thích cái này, ta thích cái kia là cũng là do tiền nghiệp, do cái khuynh hướng tâm lý và do môi trường sống. Thật ra trên đời này không có cái gì mà nó là hạnh phúc hay là vị ngọt. Tất cả nó chỉ là có mặt trong cái dòng đối đãi tương đối. Có nghĩa là hạnh phúc nó có là do có đau khổ, mà đau khổ chính là những gì ta không thích. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ là hạnh phúc cũng không có thật, mà đau khổ cũng không có thật, mà chỉ vì do cái tâm bất thiện ấy, nó tạo ra cái cảnh đó. Mình gọi cảnh là cảnh. Rồi cái tâm thiện nó tạo ra cái cảnh đó, là cảnh như ý. Thì để mình ý mình gọi là giống như mình thích ăn ớt, thì mình cái cây ớt nó ra trái, mình thấy đó là hạnh phúc. Nhưng mình ghét ăn ớt thì mình thấy cái trái ớt là mình đã thấy ghét rồi. Khi mình hiểu cái pháp lành nó có ba, thì có lần nó có nhiều lắm, nhưng đây mình nói gọn là một là vô tham, có nghĩa là buông bỏ, không ham thích, không nắm giữ, không kiếm tìm, đó gọi là vô tham. Còn vô sân thì cũng theo cái lý đó mà hiểu, ở đời mọi sự do duyên mà có rồi phải mất. Nếu như không có gì đáng để mình thích, để mình theo đuổi kiếm tìm, thì cũng không có gì đáng để mà mình bất mãn tống khứ và xua đuổi. Chúng ta biết rằng nó có một cái ví dụ về cái tâm sân rất là hay nha. Cái ví dụ về tâm sân rất là hay, đó là khi chúng ta bị ai đánh, thì xin hỏi trong rừng quý vị giận cái cây hay là giận cái người đánh? Các vị trả lời giùm tôi nha, một người đại diện thôi. Khi các vị bị ai đó đánh thì các vị giận cái cây hay là giận người đánh? Rồi, cảm ơn. Đâu. Nhưng mà các vị nghĩ kỹ là coi cái gì mà nó đã trực tiếp nó làm cho quý vị đau. Cái gì? Đâu phải cái con người đó, mà là cái cây. Nhưng mà tại sao mình không giận cái cây? Là vì mình cứ nhắm đến cái con người đó thôi. Là mình chỉ nắm cái con người đã cầm cái cây đó đánh mình, chứ còn mình cứ nghĩ là cái cây này là vô tri.
Nếu mình biết nghĩ cái cây này là vô tri đó thì tại sao mình không hiểu rằng cái bàn tay mà cầm cái cây đó thật ra nó cũng vô tri luôn. Nó cũng vô tri luôn. Như vậy thì cái vấn đề nó nằm ở đây là ở đâu? Nó nằm ở cái tâm của người cầm cây. Cái tâm của người cầm cây chứ không phải là cái bàn tay, bởi vì cái bàn tay nó cũng là vô tri. Nó cũng vô tri như cái cây vậy đó nha, nhớ nha, cái bàn tay nó cũng là vô tri. Cho nên bây giờ mình bỏ từ từ, tự nhiên mình hết giận nha. Bây giờ chuyện thứ nhất, tại sao mà mình bị đánh mình không nhận cái cây? Vì cái cây là vô tri. Rồi bây giờ mình đi bước tiếp thứ hai. Nếu cái cây là vô tri không đáng giận thì cái bàn tay mà đã cầm cái cây đó nó cũng là vật vô tri, bởi vì một khi không có tâm thức thì cái bàn tay nó chỉ là một một miếng thịt gân xương thôi quý vị. Bằng chứng quý vị vào trụ mấy cái đám tang ấy, thì nhìn cái đối với một cái xác chết không còn có tâm thức nữa, thì bây giờ các vị có đem quỳ lạy nó, hôn hít nó, hay là đem đạp nó xuống cống, nhúng nó xuống dưới bồn cầu đó, thì nó cũng đâu có phản ứng gì. Điều đó cho thấy là cái thân này nó cũng là vô tri, và như vậy thì mọi sự nó khởi đi từ cái tâm. Như vậy mà tại sao mình không giận cái tâm của người đó, mình lại giận nguyên một cái khối mình gọi là con người đó nha. Cho nên kể từ hôm nay mình phải nhớ kỹ cái đó, mình nhớ kỹ cái chỗ đó, nhớ kỹ cái chỗ là tại sao mình bị đánh mà mình không giận cái cây, mà bởi vì vấn đề là mình dồn hết lên con người đó. Mà trong kinh Đức Phật là nói vấn đề mà mình coi là quan trọng ấy thật ra cũng không có gì quan trọng luôn, là bởi vì cái gọi là con người ấy nó là một cái tổ hợp lắp ráp ghép nối mà ra. Dĩ nhiên trong room này quý vị chỉ mới nghe có một lần hoặc nghe vài lần thì các vị cũng sốc, các vị nghĩ đâu có đơn giản gì trời, nó đánh mình xịt máu mà bây giờ ổng kêu mình không có giận. Bằng chứng ổng bây giờ mình nợ nó một cây, cái ông mà đang giảng này nè, mình đã nói một cây cũng có nổi điên lên hay không nha. Cho nên vấn đề ở đây là tu tập là sự trau dồi nha, chứ chứ các vị tưởng tượng đấy, các vị bị tiểu đường, các vị bị cao máu, bị một cái chứng bệnh tim mạch hay là cholesterol gì đó, mai là thân bệnh đó, để các vị tưởng tượng có thể nào mà trong một ngày một buổi các vị ăn một hai món rau trái, một uống một hai thứ thuốc men là nó hết hay không? Dứt khoát là không nha, dứt khoát là không. Mai là cái thân bệnh á mà cũng không thể một ngày một buổi, thì nói chi là cái tâm bệnh. Các vị nhớ rồi đi nha, cái thân bệnh, cái thân này nó mới có mấy chục năm, mà cái bệnh đó thì nó mới có phát cách đây vài tháng vài năm thôi, mà mình muốn chữa lành nó là đã phải mất một thời gian dài. Nói chi là cái tâm bệnh nó đã đi theo mình mấy trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp. Thì tôi hỏi các vị làm sao mà trong một ngày một buổi mà nó được chữa lành? Các vị nghĩ coi các vị có thông minh lắm không nha. Tôi nhắc lại, cái thân bệnh nó mới có gọi là được gọi là mới có tích tập nó. Alo, các có nghe chưa? Rồi, thân bệnh đó, nó mới có trong vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Mà muốn nó là chúng ta phải mất biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc,
tâm tư, thời gian nha, công sức, tiền bạc, tâm tư, thời gian, nói chi là cái tâm mình, nó đã theo chúng ta mấy ngàn trăm triệu tỷ ức kiếp. Hỏi quý vị làm sao mà có thể một số một chiều mà hết, nhớ nha. Rồi, cho nên cứ nhớ cái này là chỉ có khi mà mình có lành mà được tu tập lâu ngày thì mai ra chúng ta chút ít cái thói quen bất thiện, tức là chữa được chút ít cái tâm bệnh nhiều đời. Chứ còn mà kinh nói như vậy mình thấy hơi dễ đó, nhưng mà thật ra là không phải đơn giản dễ nuốt đâu nha. Mà các vị tưởng tượng trong bao nhiêu người quý vị quen có ai có mà gọi là có thể thương được kẻ thù hay không? Tôi hỏi một chuyện đó, trong số những người quý vị quen có ai có khả năng thương được cái kẻ mới vừa giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con của mình hay không? Tôi nghĩ không có đâu nha. Mới vừa giết xong trên tay của họ máu nó còn tươi, nó còn ướt, nó còn tanh, vậy mà mình vẫn thương được họ không? Có ai mà có thể thương được cái kẻ mà mới vừa chặt đi chặt chân của mình không? Làm gì có nha. Mà quý vị biết Bồ Tát muốn thành Phật là phải trải qua nhiều lần như vậy, phải thương được cái kẻ mà mới vừa hại chết người thân của mình, mới vừa tấn công mình, lòi ruột, gãy tay, đứt chân nha. Mình vẫn phải thương. Nhìn chúng sanh giống như mẹ, mà mẹ mà nhìn đứa con điên mà nó nổi cơn vậy đó nha. Tôi nhắc lại, muốn thành Phật á, là mình phải có cái khả năng quan sát người xấu, cái người hại mình á, giống như là người mẹ mà nhìn đứa con nó bị điên hoặc rượu mà nó làm càng làm quấy vậy đó. Mà nhiều kiếp như vậy mới thành Phật nha. Thì cái việc tưởng tượng có bao nhiêu người mà là đủ cái sức làm Bồ Tát, thì rồi có bao nhiêu người mới đủ sức thành Phật. Có vô số vị Bồ Tát đi nửa đường ngán quá, bởi vì cái biết cái chuyện nó có thiệt nha. Tu giỏi lắm nhưng cuối cùng thấy quải quá, thì cái đá này nó sinh nữa. Thôi các ngài quẹo qua đường tắt đi cho nó nhanh, nhiều lắm. Trong đó có ngài Xá Lợi Phất. Cũng nghĩ mình chánh đẳng giác, nhưng mà cuối cùng thấy mệt mỏi quá, buồn, chuyển hướng, chuyển nguyện, lần đi cho nhanh. Rồi. Thì mình thấy đó là cái cơ hội mà được gặp Phật đâu phải dễ. Mà cái cơ hội mà một vị Phật ra đời là hiếm, mà cơ hội gặp được Đức Phật, gặp được Đức Pháp và để mà lắng nghe đó là hiếm. Rồi cái cơ hội mà nhưng mà hiểu nghe mà nhớ nghe mà hành trì được thì nó cũng đâu phải là chuyện đơn giản nha. Thì các vị thử tưởng tượng trong vô số kiếp sanh tử luân hồi của mình nha, rồi có bao nhiêu trong cứ trong 1.000 tỷ kiếp sống như vậy, 1.000 tỷ mình có bao nhiêu lần mình gặp được Phật, gặp được chánh pháp, có bao nhiêu lần mình nghe pháp, hiểu pháp, nhớ pháp và hành pháp, có bao nhiêu lần? Thì tự hỏi làm sao mà cái ác nghiệp mình nó không có trùng trùng, làm sao mà cái thiện nghiệp của mình nó không có hiếm hoi được đó. Cái bài kinh hạt muối đó là phải hiểu như vậy đó nha. Rồi bây giờ cái bài kinh đó mình có thể nói với nhau 1 tháng cũng không có hết chuyện. Rồi vì sao? Là vì cái vấn đề thiện pháp và ác pháp của mỗi người chúng ta nó là bao la như biển lớn nha. Nói hoài không có, bởi vì toàn bộ kinh Phật cũng chỉ nhắm nói đến cái chuyện ác nghiệp và thiện nghiệp thôi nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh nữa, gọi là kinh Lập Vàng. Cái kinh này có một nội dung cực kỳ sâu sắc, tôi phải nói là cực kỳ sâu sắc, mà tôi e là nếu mà tôi nói ra nó là bà con ngủ sập bắp. Cái kinh này nó sâu là sâu chỗ nào? Lý trên chánh kinh thì có nhiều người nói sâu, cái cách nói xưa quá nha. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình làm gọn cái nội dung bài kinh này lại thì nó dễ nuốt hơn. Đấy, nó sâu ở chỗ nào? Tôi nói từ nó chậm chậm chỗ này, nó sâu chỗ này nè. Cái thuở nào mà ta chưa biết Phật pháp, thở nào ta nghe, làm gì thì ta làm, cái gì thích thì ta theo đuổi, mà cái gì chúng ta ghét sợ thì chúng ta trốn chạy, tống khứ, xua đuổi. Đó, cả một cái dòng sanh tử luân hồi thâm thẳm, chúng ta chỉ làm có 2 việc đó thôi. Thì ghét thì né đó, mà cái gì mà thích thì theo đó
có bao nhiêu đó thôi nha. Và cái tưởng đời sống mà chỉ có biết né cái này và theo cái kia, người hả, có khác con thú hay không? Tôi khẳng định không có khác, bởi vì con thú nó y chang như vậy quý vị. Nó chỉ biết cắm đầu nó theo đuổi cái nó thích, và nó chỉ biết cắm đầu nó bỏ chạy cái mà nó ghét. À, nó cắm đầu ghét và nó cắm đầu nó theo đuổi cái nó thích. Thì con người với con thú trong cái trường hợp này hoàn toàn không có khác nhau. Đấy, mà hãy mình sống như cái con gì thì mình chết mình sẽ về mình sống chung với cái loài đó nha. Cái này kinh nói như cái tôi nói nha, kinh này phải có cái tâm tư hiện tại, cái khuynh hướng tâm lý của hiện thánh chân chất rồi. À, muốn người về thiên thì anh phải có thiền định như là phạm thiên, anh muốn về với dục thiên thì anh phải có khả năng tu thập thiện như là dục thiên, anh muốn về sống với thế giới nhân loại nửa thiện nửa ác thì anh cũng phải có thiện có ác đấy. Và anh muốn là trở về với thế giới của loài nóng nảy suốt ngày như là tu la tham, đối khác như là ngạ quỷ, u mê ham ăn như là bàn xanh, đau khổ như địa ngục, thì anh muốn về đâu thì anh cứ sống bằng cái tâm trạng đó thì anh sẽ về đó ngay nha. Đó, về đó ngay. Như nên á, cái kinh Lật Vàng nó sâu chỗ này nè, là thuở nào chưa biết đạo thì cái tâm chúng ta là buông trôi thả nổi. Biết đạo ba mớ, nghe pháp ba mớ thì bắt đầu chúng ta bắt đầu làm cái động tác. Lật Vàng là sao? Tức là chúng ta bỏ bớt đi những cái ác, những cái quấy, những cái xấu mà làm thôi, những cái dạng nặng nề thô thiển thí dụ, nhưng mình không có làm cái gì để cho đời nó đàm tiếu thị phi. Mình làm mình không tránh, không có làm cái gì mà để pháp luật sờ gáy mình không làm cái gì mình để gánh nó, không làm cái gì để cho người ta khinh bỉ coi rẻ đó, mình né được nhiều đó. Nhưng mà chưa hết, nó còn từ từ mình né luôn cả những cái tuy pháp luật xã hội không có lên án nhưng mà tự mình xét thấy nó có cái gì đó nó hơi trục trặc, nó có cái gì đó nó hơi sai sai đó, là mình cũng bỏ từ từ. Thay vì trước đây mình chỉ biết thẹn với đời, thẹn với người lạ, rồi từ từ mình bỏ đi những cái mà nó đủ khiến cho mình biết thẹn với người thân, và từ từ mình bỏ luôn cái mà nó có thể làm cho mình tự thẹn với chính mình. Thì Trung Trâm mới nghe rõ không ta? Buổi đầu á là mình bỏ đi những cái mà quan điểm pháp luật, quan điểm xã hội nó lên án, rồi từ từ á mình mới bỏ luôn những cái mà người thân của mình họ thấy kỳ kỳ, rồi từ từ mình bỏ cái mà bản mình thấy kỳ đó. Các vị coi kỹ được chính mình có nói như vậy hay không, cái nội dung nó là nó ý như vậy. Và khi mà cái người hành đạo bỏ đi những cái chuyện mà những cái ác thô thiển như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói đâm thọc, chia rẽ, ly gián, mình bỏ từ từ cuối cùng mấy cái đó thì duyên xã hội mai thích rồi đó. Bây giờ mình bỏ qua cái khác, bỏ qua cái gì ta? Hưởng thụ. Trước đây trong quan điểm hội á nha, thì cái chuyện mình ăn, mình có tiền mình ăn ngon nó đâu có phải lỗi lầm quý vị nha. Trước đây trong quan điểm xã hội, trong quan điểm pháp luật, tôi có tiền thì tôi xài nước hoa, tôi xài dầu thơm, tôi có tiền thì tôi xài dây nịch, đồng hồ, bắt kiến, áo quần, sắc bóp đầm, lột xịn, đâu có lỗi lầm gì đâu. Tiền thì tôi cũng đi đâu tôi đi, tôi cũng xài, tôi xài, tôi cũng mua thì tôi mua. Nhưng mà từ từ mình thấy rằng hãy còn chìm đắm trong năm dục thì chưa khá. Nhớ nha, từ từ mình thấy còn sống chìm ở trong năm dục, còn sống được hưởng thụ. Tuy quan điểm xã hội, quan điểm pháp luật, quan điểm đạo đức thì không ai lên án mình hết. Cho nên trước đây với tâm hồn thô thiển của mình thấy cái đó không có gì hết. Nhưng mà từ từ khi mình học đạo, hành đạo, hiểu đạo rồi, mình thấy cái đó là phải vì mình mới khá được. Thế là người ta từ cái chuyện bỏ ác, người ta chuyển qua hành thiện. Mà còn hành thiện nhưng mà còn sống ở trong năm dục thì là chưa có khá. Người ta biết thẹn với cái đời sống hưởng thụ năm dục, thế là người ta đến một cái bước cao hơn, đó là thiền định đó. Bây giờ quý vị coi chánh kinh người có nói vậy không nha. Trong chánh kinh mới nói thêm là thiền định nó có ba tầng. Tầng một á là có tầm có tứ, đó là sơ thiền. Tầng hai đó là không tầm mà có tứ,
Rồi từ cái tầng 3 trở lên là không tầm không tứ. Ngày nào mà chúng ta còn thấp kém, còn tệ lậu, còn ngủ bại đó, chúng ta thấy sát sanh trộm cắp nó là bậy. Tới lúc cao hơn chúng ta thấy còn hưởng thụ là bậy. Đến một lúc cao hơn nữa chúng ta thấy đã đắc thiền rồi mà cái tâm tư mà nó còn có cái sự thô thiển của tầm tứ thì nó vẫn là cái bậy. Bởi vì tâm là gì? Tâm là cái hướng tới cảnh, tứ là cái sự quan sát cảnh. Mà dĩ nhiên cái này mình không ai đắc thiền hết, nên nghe này cái vị thế kỳ kỳ nha. Nhưng mà bây giờ tôi phải ráng tôi gồng tôi nói cho quý vị hiểu chứ biết nói sao. Bây giờ mình nói năm nay thế này, đối với một người nghèo thì xài cái gì cũng được, nhưng đối với một anh nhà giàu mạnh mang mà đôi giày rách giày cũ anh thấy khó chịu. Mặc dù mang giày rách nó không có gì bậy bạ, nó không có gì tội lỗi, nó không có bị, nó không có cái gì mà pháp luật xã hội lên án, đúng. Nhưng mà mình là người có tiền, mình xài cái đôi giày như vậy đi vô hội họp rồi tiệc tùng có nó kỳ quá đó. Cho nên lúc bây giờ mình thấy trước đây mình móc túi mình giật dọc mình nhậu nhẹt đánh lộn mình thấy nó là bậy, nhưng đến cái đẳng cấp này bây giờ thì những cái bậy đó nó đã xa vời lắm rồi. Bây giờ nó lại ở một cái tầm khác. Mấy cái việc cứ nghe lên mới nghe kiểu không, cái bậy của một anh nhà giàu học thức nó khác cái bậy nghèo. Cái anh nhà nghèo đó với cái bậy của anh đó là những cái bị pháp luật lên án, bị xã hội lên án, bị đạo quan điểm đạo đức lên án. Còn đối với anh có học thức á thì cái mà làm cho anh nhột nó vi tế hơn. Ví dụ như anh thấy hình như nãy mình quên chào cái bà kia phải không ta, nãy cái ông nó ông gặp mình gật đầu mà mình lo mình nói phone mình quên chào lại kỳ quá. Trong nhà nghe khá dài thì đối với anh cái chuyện mà mình chào đó bọn mình ta mà mình nổi hứng mình phun cái phẹt á không có gì kỳ hết. Nhưng mà đối với người có học có dùng có đẳng cấp có vai vế có mặt mũi đó, thì cái làm cho họ thẹn đó, nó nằm ngoài cái thằng nhà nghèo thất học trung rung cái nghe kịp. Đối với mình chàng có học có vai vế có mặt mũi thì cái làm cho ảnh thẹn nó không giống này, nó làm cho thằng nhà quê thẹn đó. Cũng ở đây cũng vậy, với một người mà đã từng gọi là có tu tập ba bước thì họ thấy thập ác tức là sát sanh trộm cắp lập lập là đó là cái đáng thẹn. Họ đang lọc vàng, họ đang lọc vàng mà đang lọc dần dần. Rồi đến một lúc nào đó họ thấy đó, thập ác không giống mình mà làm vì cái lòng cầu danh cầu lợi hình như nó cũng đáng thẹn. Thế là họ lại lọc thêm cái nào lên một bước nữa, tức là tu nhưng mà còn có lòng cầu danh cầu lợi, tu mà còn mong được người khác khen, tu mà còn mong được người khác biết, như vậy là chưa có khác nha. Tu mà gọi là trên quan điểm quần chúng thì chúng ta là perfect hoàn hảo. Nhưng mà với mình mỗi đêm về đối diện với riêng mình thấy mình còn có chỗ khiếm khuyết. Tu mà còn mong người khác biết, tu mà còn thích khen. Tôi biết tôi nói cái này vào thời điểm này thì phải nói là dễ bị ném đá, mà tôi phải cũng phải nói thiệt. Đó là sẽ có một ngày quý vị thấy bị chúng chửi nó hạnh phúc hơn là được chúng khen. Vì sao vậy? Vì ông Agamemnon của Hy Lạp ông có nói câu thế này: khi mà tôi nghe người khác chửi tôi nghĩ trong bụng cũng may là họ biết về mình chưa được nhiều lắm. Sẽ có một ngày quý vị thấm thía cái lời của tôi nói chiều nay nha. Sẽ có một ngày quý vị thấm thía ghi gớm lắm nha. Quý vị thấy hình như là bị chúng chửi nó an toàn hơn là được chúng khen, bởi vì bữa nay nó khen rồi ngày mai nó phanh phui ra là chỉ có nước là đúc đầu xuống cống luôn nha. Trong khi đó nó chẳng thà cho nó chê, giống như cho nó uống thuốc sổ thì nó ra hết đi, nó chê đến một cái lúc maximum nào đó thì thôi. Mà chưa kể mình bị một cái đối tượng nào nó tấn công một cách đặc biệt, một cách gọi là chăm chút đó, thì từ từ thiên hạ sẽ nhận ra ủa tại sao mình cái tên này nó khoái ông này dữ vậy ta. Ví dụ như vậy, cho nên thà là bị thị phi còn hơn là được chúng nó khen. Bởi vì khi mình được người ta khen thì thiên hạ sẽ chú ý tới mình nhiều hơn, mà họ sẽ thấy mình là một đống rác khổng lồ. Còn khi mình bị chửi thì bước đầu họ cũng tò mò, họ dòm, nhưng mà họ dòm họ chán Cái số người mà tấn công cái kẻ mà đang ngã ngựa nó không có nhiều, nhưng mà cái số người xúm lại mà để mà dòm ngó cái kẻ mà đang là lên mây đó thì nó hơi nhiều nha. Cho nên sẽ có một ngày quý vị thấy hình như cái thập ác nó là cái đáng tránh, mà hình như cái thập thiện mà còn cầu danh cầu lợi nó cũng đáng tránh. Rồi từ từ mình thấy hình như là mình còn đang cầu cái khen
Nhưng mà sợ chê hình như cũng là cái đang trách. Cứ vậy mà mình lọc vàng, mình đi từng bước từng bước từng bước, sẽ có một ngày khi mình phát hiện ra mình còn bận tâm với thị phi, hình như nó cũng là một cái điểm điểm xấu. Bây giờ không còn sát sanh trộm cắp nữa rồi, mà nó qua cái khác à. Một ngày nào đó mình thấy mình còn bận tâm đến chuyện đời như vậy cũng là một cái nhục, một cái dở nha. Rồi từ từ một ngày nào đó mình đắc thiền, mình thấy cái tầng thiền thấp nó là một cái gì đó nó có vấn đề. Là vì sao? Là vì phiền não của mình nó ra sao, cái phước lòng của mình nó ra sao. Cho nên mình bây giờ mình mới còn dừng lại ở cái sao thiền này, mình còn biết chánh được bằng tử như thế này, mình phải khác hơn chứ. Dù mình không còn cầu danh cầu lợi nữa, nhưng mà mình cũng phải thấy mình kỳ với mình chứ. Ủa sao mình đứng này hoài trời nha. Đấy, mà cái khả năng suy tư này chỉ có ở cái người như thế nào đó, chỉ có cỡ đi trong râm mình đó. Không có bị xã hội nó chửi là mình đã hãnh diện rồi nha. Nhưng mà đối với những cái bậc mà thứ thiệt đó, thì xã hội là đã từ xa từ lâu nó đã lùi vào dĩ vãng rồi, quan điểm của dân gian nó đã là dĩ vãng rồi. Mà cái vấn đề lúc này đối với họ là bản thân họ đó nha, bản thân họ và ai nữa, và những cái người trí ở xa, những người trí vô hình khuất mặt khuất mày đó. Cái tu tập đến cái mức mà không còn thèm quan tâm đến dư luận thị phi nữa, mà chỉ còn quan tâm đến mình nghĩ sao về mình, và những bậc hiền trí trên trời dưới đất nghĩ sao về mình, còn thiên hạ không đáng kể. Mà nghĩ về bậc hiền trí không phải là nghĩ về để mà được người ta khen, không phải, mà nghĩ lấy họ làm thước đo. Như vậy từng bước hành giả lìa thập ác, hành thập thiện, lìa thập thiện dục giới để chứng thiền sắc giới, lìa thiền sắc giới để chứng thiền vô sắc giới, lìa thiền vô sắc giới để từ nhàm chán lìa bỏ toàn bộ cái cuộc tử sinh. Nhớ nha, thì lọc vàng là lọc như vậy, có nghĩa là từ bỏ cái phiền não thô, ở lại với phiền não tế, rồi từ từ bỏ cái tế ít mà giữ lại cái tế hơn. Cứ như vậy đi từng bước, và tôi nhắc lại một lần nữa, bất hạnh thay cho kẻ nào sớm hài lòng với những thành tựu trước mắt của mình. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói. Dở lại xem cái kinh gọi là Đại Bát Niết Bàn đó nha, cái phần mà bảy pháp bất thối đó, trước khi Thế Tôn viên tịch dạy như thế này: này các tỳ kheo, cho đến bao giờ mà chúng tỳ kheo không có hài lòng quá sớm với những cái thành quả tu học nửa chừng của mình, và để tiếp tục đi đi nốt cái đoạn lại, thì đến khi ấy cái hội chúng tăng già sẽ được cường thịnh không có suy giảm. Mà ngược lại, cho đến bao giờ mà trong cái giáo pháp này còn có những cá nhân tỳ kheo, có những cá nhân tướng chúng gọi là sớm hài lòng với những thành quả trước mắt để về suốt đời dậm chân đứng yên tại chỗ, thì ta nói đó là cái cơ hội để cho cái giáo cái hội chúng, cái cho tướng chúng gọi là bị suy giảm, không có được hưng thịnh. Nhớ cái đó nha. Cho nên lọc vàng là sao? Lọc vàng nghĩa là lọc ngoài, lọc cái đến chừng nào không còn tạp chất nữa thì thôi nha. Ở đây trong kinh các vị biết ba mớ về vàng đúng không? Các vị có thấy tại sao có vàng mà vàng 14? Rồi tại sao có vàng 18? Các vị nào có đeo nữ trang hoặc là làm từ bạc, các vị thấy ở trong cái vàng 18 đó, nó có để con số 750. Các vị có thấy, có nhớ đó không ta? 750 có nghĩa là vàng nó chưa được gọi là tuổi 10, tuổi 10 nha, chưa được 10. Rồi bạc mình thấy là 925 thì có nghĩa là nó cũng chưa được gọi là tinh tuyền. Rồi platinum tức là bạch kim ấy, mình thấy nó đánh con số là 150 đó. Thì sẵn này tôi bài luôn, lỡ bà con muốn mua bạch kim ấy, làm ơn để này con số này, bạch kim là platinum hoặc là đọc theo tiếng Tây là platin ấy, thì nó để là 950. Có nghĩa là nó cũng mới 9 phẩy mấy chứ chưa được 10. Còn bạc á thì là 925, mà vàng 18 là 750. Thì mình phải biết mấy đó, bởi vì mình mua đồ mua nhầm số cái này không, cái này là ngẫu nhiên mà biết thôi bố nha. Thì có nhiều người họ nói rằng tôi nghiên cứu chuyện đời, tôi phải nói rằng trời thương, có những cái tôi đọc mà tôi không quên chứ không phải là tôi đọc nhiều. Nó có hai trường hợp, tại sao người ta biết nhiều, nó có hai: một là người do người ta đọc nhiều, có những cái là do người ta ngẫu nhiên người ta nhớ, chứ mình đừng có nói người ta quan ức nha. Rồi u ở đây có nghĩa là mình lọc mà từ vàng mà quên đó. Bên châu Âu mới có chứ Mỹ không có. Mỹ theo tôi biết là tệ nhất là vàng 14, nhưng mình tới vàng 9, không biết đồng lương mình hay ở châu Âu biết hay không, nhất nó có vàng 9 rồi vàng 12, rồi có nghĩa là nó y như vậy đó, rồi tới là vàng 14,
Rồi tới 18 là tuyệt vời rồi nha, thì người tu cũng từ từ đi từ vàng 9, rồi vàng 12, vàng 14, vàng 18, rồi vàng 24. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là theo cái lực của thế gian đó, thì hễ cái mình muốn làm cái gì mà nó cứng đó, thì bắt buộc không thể xài 24 được nha. Mà trong một trường hợp nào đó mình bắt buộc phải xài 18, thí dụ như là nữ trang mà phải xài 18 cho nó cứng, nó mỏng mà nó cứng thì có 18 thôi nha. 24 thì nó nặng mà làm phải làm giày không, nó mềm xẹo, thì tu hành y chang như vậy. Có những trường hợp, một lát mình sẽ học tới chỗ này, có những trường hợp mà hành giả phải xài cái tâm này, có những trường hợp hành giả phải xài tâm kia. Có lúc Đức Thế Tôn và các vị A La Hán phải sống trong cái cảnh giới định, thí dụ như các vị đi rửa chân, các vị nên biết cái này là nước nè, cái này là cái gáo nè, xối đây là chân phải nè, cái này là chân trái nè, cái chân này còn dơ nè, cái chân này đã sạch rồi nè, đây là cái khăn lau nè, lau xong rồi cái khăn này á, mình nên phơi hay là mình nên xếp lại, mình nếu phơi phơi ở đâu, mình nếu xếp thì xếp để ở đâu. Lúc đó các vị toàn là xài tâm 18 carat không. Còn khi nào mà an trú trong thiền định á, khi cần thì cái ngày sống ở trong cái vàng 24 nha. Có nghĩa là như ngày Xá Lợi Phất ngày dạy, là một công tử và một tiểu thư nhà giàu ấy, thì họ cái gì họ cũng có hết ấy. Nhưng mà tùy lúc, tùy mùa, mùa nào thức nấy nha. Lúc nào mặc cái đồ tơ lụa, lúc nào mặc đồ len, đồ cashmere, lúc nào mặc đồ ấm, lúc nào mặc đồ lạnh, lúc nào mặc đồ ngắn, lúc nào mặc đồ dài, lúc nào mặc kính, lúc nào mặc hở, lúc nào mặc màu, lúc nào mặc màu tối, màu lúc nào mặc màu sáng. Đấy, đi đám cưới mà quất cái màu tang coi nó dị, đi đám ma có màu sáng coi nó cũng dị, ví dụ như vậy. Thì một cái người mà đã có tu tập, cái gì xấu phải lọc bỏ, đúng. Nhưng mà tùy hoàn cảnh mà vị ấy sống trong cái thiện pháp nào, ác pháp và dứt pháp, và dứt pháp lại không rồi, ác pháp lại không rồi đó, không còn quay lui về ác pháp nữa. Nhưng mà trong cái thiện pháp mà tùy lúc, ví dụ như ở trong chú giải kinh Niệm Xứ có ghi rõ về 10 cái tùy thiền thảo của tuệ quán ấy. Khi mình đang tu tập tuệ quán, mình ngồi ở trong thiền viện, mình ngồi hoặc là ở trong rừng, mình đang theo dõi hơi thở vào ra, đang quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, tự nhiên cái mình nổi cơn lên, mình phát tâm bồ đề, mình muốn cất chùa, mình muốn thỉnh chư tăng, mình cúng dường, thì mình phải lập tức biết ngay rằng đây là tùy phiền não. Nó là thiện nhưng mà đây không phải là lúc, đây không phải là lúc để mà mình ngồi tính ba cái chuyện đó nha. Dễ sợ như vậy, các vị thấy. Trong khi cái người không có tu hành nó chỉ cần thấy mình có tâm thiện là mình mừng hấm rồi, giống như thằng nhà nghèo mà lụm được cái áo hơi lạnh nó làm nó mừng rồi. Nhưng mà đối với một hành giả ở mức tu tập rốt ráo thì phải phải biết rõ rằng mình đang phóng tâm nha, mình tu tập tuệ quán muốn cái gì lát nữa tính, nhưng bây giờ mình đang theo dõi hơi thở ra vào, cứ mỗi lần xếp cái chân vô là bắt đầu đòi cất chùa đúc tượng in kinh là chết rồi, làm sao mà tu nha. Cho nên lọc vàng là như vậy, lọc vàng có nghĩa là trước đây mình bỏ đi cái xấu, bây giờ mình lại bỏ đi những cái thiện không kinh đúng lúc, đó gọi là lọc vàng. Mấy trong rừng có nhớ này không, bỏ đi cái thiện không đúng lúc, vì các vị tưởng tượng bây giờ mình đang ngồi trong hội mình nghe pháp, rồi cái tự nhiên cái mình khều cái bà kế bên, người ta đang nguyên một cái rừng người nó đang im lặng nó nghe, tự nhiên mình khều bà kế bên mình bàn của ngày mai mình mướn xe rồi mình đi chùa, vì mình giao cho bà là làm bánh xèo, của cái bà kế bên là làm chả giò, còn mình thì làm trà đá nước chanh gì đó, mình giao nha, đứa làm gì rồi mai qua nghỉ quá chị ơi, em nghe chị giảng em qua nghỉ quá, bây giờ chắc ngày mai em phải mai chị em mình phải kéo nhau lên thiền viện, nghe nói ngày Ba Úc ngày về Việt Nam đó chị, qua nghỉ quá. Trong khi người ta đang thuyết pháp ở trên một rừng người đó đang im re nó ngàn cái chuyện ngày mai đi, cái vị nghĩ nó phải tào lao không, mặc dù nó là việc điện đó quý vị nhé. Cho nên tôi nhắc lại, đãi vàng là sao? Thứ nhất là tạp chất đó, để giữ lại vàng mà thôi. Thứ hai, khi đã có vàng trong tay thì mình phải biết rõ lúc nào xài 18, lúc xài 24, lúc nào nên mạ nên si, lúc nào nên nguyên khối nha. Nhẫn cưới mà chơi mà mạ đó thì là cô dâu nó bỏ mình là được cái trách nha. Nhẫn cưới là bởi vì vàng thiệt, vàng đúc vàng ròng nha. Mà nhưng có những tình huống mà ví dụ như là tình như trái nắm cửa hay là cái vòi vặn nước, thì ví dụ như mà mình có nổi khùng lên mình thèm quá thì mình cũng chỉ mạ thôi, chứ mình không nhất thiết phải xài vàng nguyên chất, ví dụ như vậy nha.
Thì như vậy thì cái quá trình của đời tu mình nó là như vậy đó. Buổi đầu có 6 thiện, sau đó ngay trong cái thiện mình cũng tùy lúc mà giữ cái này và bỏ cái kia. Thì đây chính là những cái hành trình tu tập, hành trình tu tập ba cái phàn bây giờ muốn nói ba cái đó. Tôi đoạn cuối của cái kinh này nói cái gì ta? Này các tỷ kheo, tỷ kheo nên gọi là tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm. À, cái chữ tăng thượng tâm ở đây của trong Pali cái ghi rõ tăng thượng tâm ở đây là gì? Tăng thượng tâm ở đây á, xưa nay 99% các kinh tăng thượng tâm là chỉ cho định, nhưng mà nhìn trong kinh này tăng thượng tâm chỉ chung cho Vipassana và Samatha. Làm ơn ghi nhìn và đây tôi cảm ơn nha. Riêng trong nghĩa thì tăng thượng tâm chỉ chung cho chỉ quán nha, chứ không có riêng về định nha. Riêng trong kinh này thôi nha. À, tôi nói rõ riêng trong kinh này thì tăng thượng tâm ám chỉ chung cho chỉ và quán. Em biết tôi có chỗ đó có không ta? Có mà sao mà cô gì được cái cô hạt mưa kiếm nhìn nó đi, cô kiếm những cái chỗ mà áp phía chích tâm tí được gọi là tăng thượng tâm đó. Có đây trống trống cảm ơn cô cắt tôi cái khúc đó đi. Ekarasami tí mê bí áp phía chích tăng à tâm tăng đây samat chích mì quá chính là chỉ và quán nói chung à. À, thì ở đây thì kheo nãy giờ mình đang nói định lọc vàng đúng không? Bây giờ qua tới cái giai đoạn rốt ráo của việc tu học, đó là khi mà vị tỳ kheo tu tập chỉ và quán thì phải thường xuyên sống bằng cái tâm trạng của người lọc vàng. Là sao ta? Là thường xuyên người lọc vàng cũng hay chú ý cái này là cái phải bỏ đi nè, cái này là cái tạp chất nè, cái này là cái phải dư lại nè, cái này là cái phải thêm vào nè. Thì ở đây vị tỳ kheo khi tu tập chỉ quán thì vị đó phải lưu ý đến ba cái khía cạnh sau đây. Một là xem của mình đủ chưa, mọi người ghi cái này là mà thường xem coi cái mình tấn đủ chưa, đó được gọi là ý cái tướng tinh cần nha. Đó, nhớ nha, thường xuyên là mọi người ghi giùm tôi nha, trong cái quá tu tập như lọc vàng ha, trong quá trình mà tu tập chỉ quán tỷ kheo phải thường xuyên tự xét ba cái cạnh sau đây. Một, ta tinh tấn đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không, phải ghi cái đó. Ta một là ta tinh tấn đúng mức chưa, có dư thiếu hay không, tại sao có cái thiếu đây nữa lát tôi sẽ nói. Thứ hai, định tâm của ta có đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không. Và cái thứ ba, cái xả tâm của ta có đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không. Đó, tổng cộng là ba. Cái thứ nhất đó là tinh tấn. Ở trong chú giải ghi rất là rõ, và trong chánh tạng cũng có ghi nữa. Nếu mà trong chánh tạng, trong bản chữ tiếng Việt nghe hay kỳ, nếu một chiều tác ý tướng định thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Nó khổ như vậy đó nha, nó khổ như vậy. Hay da, đi đến tù động đây, coi bản Bali chút xíu đây. Đây sa chê thích khô vê, này các tỳ kheo, nếu như áp thi chích tấn yếu tô thích khú, vị tỳ kheo đang tu tập chỉ quán như vậy mà ê căn tăng sa ma thế nên nếm mất tăng nếm mất để sa ma thế nên mất tăng di quá mà nó sẽ cà rầy giá. Nếu chỉ có chú ý riêng biệt chỉ có tập chú vào định á, tức là chỉ phát triển riêng thôi, thì tha năng tăng cái tăng khô sa cha sang quách tây giá. Cô sách trá này nghĩa là biến lười, quể quải, giả dưỡi, gọi là thụ động nha. Đang đọc chánh tạng, sa chê phi cô vê, này các tỳ kheo, nếu như mà thi chất tấm nó vô tô phải cố, vì tỳ kheo đang tu tập chỉ quán, e canh tăng bắt ra, nếu mất tăng gì, với mất sức cả rời giác.
chỉ có gọi là tập chú phát triển riêng cái chỉ lo cắm đầu mà nỗ lực thôi đó, không có lo cái khác, thì sao ta tha năng tăng cho ta có thách trả sang quách tài giới, có nghĩa là tâm sẽ rơi vào phóng dật. Sách chia phích quy này các tỳ kheo, nếu như thì chất tấm nó vô tô phích của vị tỳ kheo đang tu tập chỉ quán e canh tăng có biết khan nếu mất tăng gì của bánh sợi giá, chỉ chú ý phát triển cái xả thôi, thì ta tha năng tăng cái tăng sama thì gì a sva năng dài á, nếu mà chỉ chú ý cái xả, cái tập chú cái xả không thì vị ấy sẽ lơi lỏng trong cái khả năng định tâm nha. Bởi vì cái xả và cái định mình nhớ cẩn thận, cái xả và cái định rất có thể là nó sẽ làm ảnh hưởng, nó ảnh hưởng lẫn nhau, định nhiều quá ảnh hưởng xả, xả nhiều quá ảnh hưởng định. Đây là lý do vì đâu mà ở trong cái nguyên tắc của tứ niệm xứ, muốn đắc đạo thì năm quyền phải tính tấn định định tuệ phải cân bằng, và bên thiền chỉ muốn đắc sơ thiền thì năm chi thiền phải cân bằng, có nghĩa là tầm tứ hỷ lạc định nó phải cân bằng, nhớ nha. Trong thiền chỉ là năm chi thiền phải cân bằng, mà trong thiền quán thì năm quyền nó phải cân bằng, nhớ cái này, chứ còn không có trội sụt cái này mạnh hơn cái kia yếu rồi kia, nhớ nha. Thì một cái người mà tu tập chỉ quán nói chung, tôi khổ quá thì trong rừng bây giờ tôi không biết ai là người mới, ai là người cũ, bây giờ mà bắt tôi giải thích chỉ là gì, quán là gì thì nó mất cha nó 8 tiếng đồng hồ mà không nói thì em biết họ có hiểu hay không, mà nói thì nó quá mất thì giờ đấy. Cho nên bây giờ tôi năn nỉ cái vị nào mà hôm nay mà lần đầu đời đầu tiên mà mò vô đây nghe đó, thì làm ơn hỏi lại mấy cái chị em huynh muội cũ trong rừng nha. Chứ còn cứ ngày nào tôi hướng dẫn nấu ăn mà cứ mỗi lần tôi nhắc tới rau ôm cái là bắt lần tôi phải giải thích rau ôm là cái gì, rồi cứ tôi dạy nấu ăn mà, rồi bữa sau tôi nói tới tình cờ tôi nhắc tới rau ôm phải ngừng lại giải thích rau ôm nó ra làm sao, nó cứ bị tưởng tượng một năm trời mà dạy nấu ăn mà cứ gặp rau ôm mà phải mất một tiếng, cứ rau ôm là mất một tiếng thì chết cha rồi nha. Cho nên ở đây tôi chỉ là đành phải gạt lệ mà chia tay quý vị đó ở cái ngã ba lòng này nha. Thì tôi giải thích bằng khi mà đang tu tập quán như vậy hãy nói chung phải thường xuyên bạn sau đây. Thứ nhất là ta tinh tấn đủ chưa, là vì sao, là vì các vị còn nhớ có ba loại hành giả đã không, thượng hạ hành giả bậc hạ đó là bậc kém nhất, kém nhất là chỉ có tu tập sáng ngồi đi bao nhiêu tiếng, ngồi với đại chúng bao nhiêu tiếng, và một mình bao nhiêu tiếng, ngoài những cái tiếng đi và ngồi đó ra thì là hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm, đó là bậc hạ. Còn cái bậc trung á, tức là ngoài cái giờ thiền tọa ra đó, là họ không có phải muốn làm gì thì làm, họ chỉ làm toàn là việc làm, ví dụ như nghe pháp rồi quét dọn rồi phục vụ rồi tụng niệm rồi xem kinh lặp 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 lặp, thì đó là bậc trung. Còn cái thể như là suốt một trình cho đến khi ngủ lại vào ban đêm, thì trong suốt chừng ấy thời gian 12, 14 hoặc là 16 tiếng đồng hồ, trăm đóng trong chánh niệm, thì cái hạng này được gọi là hạng bậc thượng nha, nhớ rồi. Thì cái tinh tấn cũng dựa theo ba cái hạng hành giả này. Có những hành giả họ chỉ tinh tấn theo cái thời lượng mà họ đã định thôi, thế là ngoài cái đó ra thì họ lười tới cơn nó tới. Nhưng có những hành giả thì cái thời lượng nó dài hơn và họ không có dành thời gian cho những cái việc bất thiện. Nhưng mà cái ghê gớm nhất, đáng nể nhất, đáng quý nhất chính là cái hạng hành giả là tinh tấn không ngừng, tinh tấn không ngừng nha. Thì tự mình xét, nếu mà tinh tấn của mình yếu quá thì giống như là lấy móng tay mà đào núi thì biết chừng nào mà xong cái núi nha. Còn nếu mà tinh tấn mà quá sức thì nó mau dẫn đến kiệt sức. Nó giống như một cái người mà làm việc nặng mà không có lượng sức thì sớm muộn hồi cũng lật ngang thôi. Trong đây mới nói thế này, nếu mà chỉ chú ý đến tinh tấn không thì dễ phóng dật, bởi nó mệt quá mà, nó mệt rồi nó rồi cái đầu nó bị rối, nó bị hoa mắt đi nha. Trên tinh ở trong đây nó là tinh tấn quá mà nó dễ dẫn đến phóng dật trong chỗ này nói nha. Rồi
Trường hợp nữa đó là khi mà tập trung vào định nhiều quá, vị ấy dễ rơi vào cái tình trạng biếng lười, bởi vì khi nó căng thẳng đó, quý vị tập chú nhiều quá, tập chú nhiều quá nó dễ rơi vào cô sách chả ở đây là biếng lười, mà biếng lười đây là điểm bắt đầu cho hôn thủy. Nhớ nha, cái cô sách chá là biếng lười, và biếng lười này nó chính là đồng nghĩa với cái chữ thi ná. Thi ná là hôn 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 là hôn 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 trầm đó, còn mít thá là thủy miên nha. Hôn trầm đó là làm biếng, dễ gọi là giải đãi, quể quải, giả dụi. Còn cái thủy miên là cái cảm giác buồn ngủ nha. Thì cái định mà mạnh quá đó, nó lấn lướt những cái thiện pháp khác đó, những cái yếu tố tâm lý khác đó, thì chúng ta dễ dễ bị tình trạng là. Cho nên ở trong kinh có kể là khi mình ngày một kiền liên, mình ngày chưa đắc la hán, có nhiều cái đêm, nhiều đêm, cái mỗi lần mà ngày ngồi xếp cái chân vô là ngày sống nặng về định, cho nên ngày rất dễ bị buồn ngủ nha, rất là dễ buồn ngủ. Các nói hay kinh nói, các vị làm ơn vào Google, các vị đánh cái chữ là một kiền liên buồn hôn trầm buồn ngủ, cái việc đánh đại trên trên Google để tôi đánh giùm các bạn, chứ cái tôi tìm là tôi mau lắm. Cái đó là chàng là sở trường nha. Đấy. Một kiền liên, bây giờ tôi vừa định giảng mà tôi còn phải 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 phải, một kiền liên hôn trầm buồn ngủ có không ta? Rồi xong rồi, coi như là tôi đã bị mất, người ta kêu mất mạng hay là té mạng không biết, khổ thiệt. Ok rồi, nhớ nha. Đó. Các vị đánh trong Google đánh gì đó, còn không nữa các vị vào trong tăng, trong tương ưng bộ kinh á, các vị vào dùng cái mục là tương ưng một kiền liên á nha, cũng được đó, nhớ nha. Đó, vào trong cái trong tương ưng bộ kinh á, mà kiếm cái mục một kiền, các vị đánh thế này nè, đánh cái chữ là phẩm, phẩm hay là chương, móc gan la ná ha, tương ưng bộ là tự động dắt cái gì tới đó ngay nha, nhớ nha. Rồi rồi, tiếp theo đó là hồn hồn đồ quỷ, đồ quỷ. Rồi như vậy thì tu, hành trình tu tập chỉ quán nói chung là giống như cái hành trình của một cái người mà đi lọc vàng vậy đó, có nghĩa là buổi đầu mình bỏ ác nhà, hành thiện, sau đó ngay trong cái thiện đó ta tiếp tục lọc nữa, lọc nữa, lọc cái gì gọi là cặn bã, cái gì là cần phải thanh lọc nè, nhớ nha. Tôi nhắc lại, thanh lọc trong cái cuộc tu là buổi đầu là bỏ ác giữ thiện, nhưng mà sao nó ngay trong cái thiện chúng ta lại tiếp tục đi nữa, chứ chúng ta không có hài lòng, không dừng lại nửa chừng, không dừng lại quá sớm với những thành quả mà mình mới gọi là chắc chiêu được nha. Thì tu như vậy mới gọi là tu theo cái tinh thần của người lập vàng. Còn đa phần chúng ta đó thì sao, chúng ta là giống như những cái đứa bé, xin lỗi mình còn tệ, đứa bé mà giống những người mất trí vậy đó, cả ngày ở trần ở truồng đi lang thang ngoài đường la hét nói cười. Tôi lúc đói quá gặp cái gì cái cùi bắp miếng lá gói bánh là lụm lên rồi cạp rồi liếm rồi, vậy là thấy được nha. Mình đang như vậy ngày nào chưa biết, đó là chỉ có là tầm danh lợi gì đó, là có được mái nhà, có được chiếc xe, có được mái ấm gia đình, vậy là đối với mình là vậy là số một nha. Rồi tới hồi biết đạo thì coi như có được chút ít kiến thức giáo lý, có giữ giới, biết bố thí ba mớ, ngồi thiền ba mớ, như vậy là đã xong rồi. Cái kiểu tu đó không phải là, mà đó là kiểu tu của thằng ăn mày, của thằng mất trí, có nghĩa là được cái gì trước mắt đó là xong rồi đó, nhưng không có nghĩ xa hơn, không có quan sát của mình đã lụm cái gì, mà cái mình lụm vậy nó đủ cho mình sống trong ngày nay, tuần này, tháng này hay chưa, mình lại không có khả năng đó. Mà mình chỉ là một đứa bé mồ côi lê la đầu đường phố xó chợ, hoặc là mình là một người mất trí, cứ lụm được cái gì bỏ vô mồm mà thấy no rồi, rồi là xong. Cóc biết cái đó là tốt xấu dơ sạch ha, không cần biết. Ngày mai sáng đói lo sáng, trưa đói lo chiều, đói lo chiều, chứ chớ hay nghĩ ngợi vậy. Còn cái tên nhà giàu mà lại học thức nó lại khác, cái gì mà nó bỏ túi nó là đều nằm trong sự tính toán hết nha. Rồi xong, như vậy là cái đầu tiên là vị tỳ kheo phải thường xuyên quan sát coi mình đủ siêng đủ tinh tấn chưa. Nếu mà nó yếu
phải làm cho nó nhiều hơn. Cái chỗ này xem lại cái này, xem lại cái phần này nè, xem lại cái phần này ở trong là tương ưng bộ kinh. Các vị ghi giùm tôi nha, tương ưng bộ kinh, phẩm thất giác chi. Cái này mình đã học rồi nhé. Không biết thì trong đó có nói rõ ba cái này, trộn nhớ nha, tương ưng bộ kinh. Bây giờ các vị mới thấy khi mình học kinh tạng nhiều nó có cái lợi, đó là mỗi lần mình nghe học bài kinh mới là người ta chỉ nhắc mình trở lại kinh cũ làm đi tìm. Thì ra là trong room này nếu quý vị không phải vào đây để mà nghe tìm giấc ngủ ha, mà vào đây với sự lắng tâm lắng tai ha và có ghi chép, thì cho đến hôm nay tôi e rằng quý vị là đã có một cái vốn liếng không nhỏ về Phật học. Mà chỉ tiếc rằng là cái vị vào đây để tìm chỗ ngủ, để tìm cái dịp chăm chích chọt phá nha, thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc thọc bị gạo nha. Thì học đạo bằng cái tâm hồn mà trời ơi như vậy, cho nên hôm nay các vị vẫn dốt đặt không có biết cái gì hết. Chứ nếu mà các vị từ hồi đầu mùa mà các vị mà có ghi chép đàng hoàng thì những cái bài tôi giảng có cái gì nó lạ đâu quý vị. Các vị nhớ các vị đã học xong 7.000 mấy trăm bài kinh tương ứng, còn đòi cái gì nữa, có giáo lý gì mà nó thoát khỏi quý vị không nha. 7.000 mấy trăm bài kinh, nó nhiều kinh dị mà thế mà bây giờ vào trong đây mà vẫn đơ ra thì có như chặt đất nha. Rồi như vậy thì các vị xem kỹ, hành giả tu tập chỉ xét xem có tin của mình nó đủ chưa. Nếu mà nó chưa đủ thì làm ơn quay trở lại nha, quay trở cái phẩm thất giác chi của tương ưng, xem coi có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ cần giác chi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ xả giác chi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định giác chi. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, làm ơn nhớ dùm cái này, quay lại nó cho con nhờ nha. Đó có nghĩa là làm ơn xem lại, gọi là thất giác chi trong đó nói rất rõ có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định đi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định giác chi. Định giác chi là khả năng tập trung tư tưởng, còn xả giác chi là cái khả năng quân bình cảm xúc, khả năng quân bình cảm xúc, không có để mà mình gọi là bung xung xung cái cảm xúc nha, lẫn cái emotion mình nó đều nằm ở trong cái tình trạng mà gọi là quân bình. Bởi vì trong cái tâm thức của người hành giả đó, không có cái gì mà để cho nó thiếu hoặc là nó thừa hết. Các vị còn nhớ tôi nói cái kinh nghiệm điêu khắc. Điêu khắc là gì? Điêu khắc gói gọn trong một nguyên tắc là gọt bỏ cái thừa thì cái còn lại chính là tác phẩm. Nó y chang như kinh nghiệm lọc vàng vậy quý vị. Cái gì không phải vàng, cái gì là tạp chất thì ta bèn tống tiễn nó đi nha. Thì trong kinh nghiệm điêu khắc cũng vậy. Một cái điêu khắc gia nổi tiếng của Pháp và cũng của cả thế giới là Brunei, ông nói cái kinh nghiệm điêu khắc chỉ gói gọn trong một câu nói ngắn gọn là bỏ đi cái thừa thì phần còn lại chính là tác phẩm nha. Thì tu hành cũng vậy, tu hành là một quá trình cũng đục khơi trong, một cái quá trình lọc vàng, một cái quá trình làm việc với những thứ cần bỏ đi và cần giữ lại, và sau cùng cái giống giải gì cũng bỏ hết nha, cái giống gì cũng bỏ hết. Và cái điều quan trọng nữa, sẵn đây tôi lãng đề một chút, cái bi kịch của chúng ta là thuở nào chưa biết đạo thì nhà tôi, xe tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tới hồi biết ba mớ rồi thì công đức của tôi, trí tuệ của tôi, chánh niệm của tôi, thiền định của tôi đấy. Mà cái quan trọng nhất mà tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao có bài kinh này mình đã giảng không biết bao nhiêu lần, mà tôi nghĩ quý vị cũng có nhiều dịp nghe. Đức Phật Ngài dạy rằng không có ai bị khổ mà chỉ có cái khổ đang có mặt, không có ai có chánh niệm hết mà chỉ có cái chánh niệm nó đang có mặt, không có ai được hạnh phúc, không ai hạnh phúc sung sướng mà chỉ có cái cảm giác dễ chịu nó đang có mặt. Nhớ cái này, ở đây không có người tu hành mà chỉ có cái tâm tu hành, chỉ có cái sự tu hành thôi nha. Bởi vì trong chú giải nó ghi thế này, không có ai bị khổ mà chỉ có khổ đế mà thôi, không có cái kẻ nào gieo nhân sanh tử, chỉ có cái tập đế mà thôi, không có cái kẻ nào người nào gọi là chấm dứt sanh tử mà chỉ có niết bàn mà thôi, không có kẻ nào tu hành hết, chỉ có cái lòng tu hành, chỉ có cái sự tu hành thôi. Cái này quan trọng lắm, cái này vô cùng quan trọng nha. Ngay lúc mà hành giả tu tập chánh niệm cũng nhớ tâm niệm chừng đó thôi nha.
không có thấy mình, ngày nào mình thấy mình hay là mình dở ẹt rồi nha. Thì với chừng đó nhận thức, hành giả mới có được cái xả tâm, tức có nghĩa là không có vui với cái mình có, mà cũng không nhẹ buồn nhẹ với cái mình chưa có, chưa được nha. Cái xả tâm ở đây là như vậy, gọi là xả giác chi, lòng lạnh lùng. Nó lạnh lùng mà quý vị dễ hiểu lầm ra cái lạnh lùng vô cảm máu lạnh của ngoài đời, không phải, mà cái đây là cái sự bình thản, cái sự thanh thản, cái thanh thản của một cái người không còn gì để mà thiết tha. Nhưng mà cái khó chỗ này Đức Phật ngài dạy, nếu mà quá nặng về cái xả thì cũng không còn lửa để mà tập trung tư tưởng nữa nha. Cái này có bộ mệt rồi nha, cái chỗ này mệt rồi. Nhớ nha, người cần thản nhưng anh phải thanh thản ở cái mức độ nào mà anh quá đó, anh sẽ mất lửa. Nặng tay quá cái chuyện nó mất lửa. Thí dụ như mà con à, tiền bạc là phù du của ngoại thân, nay còn mai mất. Nhớ nghe con, thằng con nó phải hiểu như vậy để nó đừng có mà mê tiền, nó đừng có thờ tiền. Nhưng mà nếu mà nó ngắm cái câu đó mà một cách mà quá đáng là nó dẹp, nó khỏi đi làm luôn, nó khỏi đi học luôn, nó đốt phòng mạch luôn. Rồi nó mặc cái xà lỏn áo hai dây, nó đi lang thang ngoài đường, bởi vì nó đạt cái cảnh giới coi tiền là zero nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Thì mình tu mình cần có xả, nhưng mà anh xả quá đó là coi như là bao nhiêu cái thứ khác buông luôn nha. Ngay cả đó là đây nói về thiền chỉ, rồi về thiền quán cũng vậy. Đến một cái lúc nào đó hành giả tự nhiên có cái tâm nhàm chán, thấy rằng phiền não đáng chán đã đành, phiền não là dồi, là phân, là sình lầy, nhưng mà tới cái thiện pháp nó cũng là xương khói. Thì một cái dơ mà một cái khói xương thì cả hai cái không có cái nào đáng hết. Hành giả nó rơi vào một cái tình trạng gọi là cuốn chiếu, không có muốn làm gì nữa. Nhưng mà nếu lúc đó có thầy có bạn hoặc là có kiến thức giáo lý thì hành giả phải tự hiểu rằng đây là cái phản ứng tâm lý tất nhiên phải có khi mà ta đi đến cái quãng đường này nha. Phải đến quãng đường sẽ có một lúc ta không muốn làm gì hết, bởi vì ta thấy tu cho lắm thì cũng mắm với dưa, mà tu vừa vừa thì cũng dưa với mắm, nhưng mà không được. Hành giả phải qua khỏi giai đoạn đó để thấy rằng ngày nào còn là phàm phu thì ngày đó ta còn một mối việc phải làm. Ta đừng có tưởng là bây giờ ta không thích cái gì hết là ta ngon, là bởi vì bây giờ ta tắt thở một cái ta xuống ta làm heo, làm chó, ha, làm trùng, làm dế thì mọi thứ nó trở về cũ. Nhớ, cho nên tôi vang lại những người mà nghe đạo ba mớ bố thí ba mớ, cứ tưởng mình là ông nội của trời đất là sai bét, là bởi vì chỉ cần anh tắt thở một cái, một núi ác nghiệp của anh nhiều đời nó dắt anh đi làm heo làm chó, thì lúc đó anh nó thấm đời nha. Anh không có cái gì của anh mà nó đáng để anh tự hào hết. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần, khi mà anh thấy anh có cái anh để anh khoe đó thì anh không muốn khoe nữa, mà khi anh có cái lòng muốn khoe thì lúc đó anh không có cái gì đáng để khoe nha. Cái này nó quan trọng lắm. Khi anh muốn khoe thì anh không có cái gì để khoe, mà khi anh có cái để khoe thì anh không muốn khoe. Vì cái gì đáng để anh khoe, đó chính là cái lòng không muốn khoe. Cái đạt đến cái cảnh giới mà gọi là lòng không muốn khoe đó, thì cái cảnh giới là cảnh giới đáng để khoe là rất tiếc. Rất tiếc là anh đến cảnh giới anh làm cho anh khoe được nữa. Nhớ nha, nó ác cái chỗ. Chỉ trên đời chỉ duy nhất có một thứ đáng để khoe thôi, đó là cái tâm trạng không muốn khoe. Ai mà có được cái tâm trạng này á, là coi như là cái cảnh giới nó đáng để khoe thôi. Mà rất tiếc, nó là cái cảm giác không muốn khoe. Cho nên nếu anh khoe thì đâu nó đâu còn nữa nha, nó không còn nữa. Cho nên hành giả tu tập chỉ quán nhớ giùm mấy cái điều này. Một là coi ta đủ siêng chưa. Thứ hai là cái khả năng tâm tư tưởng của ta nó đủ chưa. Bởi vì không có định thì làm gì có tuệ. Bởi vì định có ba. Khả năng tập trung trong từng giây khắc thì gọi là sát na định. Lâu bền hơn để chuẩn bị vào các cái tầng thiền thì gọi là cận định. Và cái khả năng tập trung của những người đắc từ sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định appana samadhi. Thì mình nên nhớ tu tập thiền quán thì mình không có cần phải đắc định. Nếu mà đắc được thì tốt, nhớ nha. Mình tu tứ niệm xứ mà trước đó mình đã có đắc định thì tốt. Tuy nhiên, cái tuy nhiên là tôi viết lớn, tôi nói rõ, nói chậm.
Dầu anh có đắc hay không đắc, nhưng trong lúc anh tu niệm xứ anh chỉ xài có cái sát na định thôi. Có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng phút, bởi vì chỉ có khả năng tập trung đó anh mới có được cái sự linh hoạt cần thiết để mà ghi nhận cái tánh sanh diệt của danh sắc. Còn nếu mà lúc đó cái định anh nó quá mạnh là anh vô anh nhập định mất tiêu, làm sao mà anh còn quan sát được nha, tại sao anh còn ghi nhận được nha. Cho nên nhớ chỗ này, tôi nhớ bữa hôm tôi có nói cái chuyện mà những cái điều cấm trong những quy định của các hãng hàng không đó, phi công chỉ được đọc báo không trong lúc mà đang bay, vì là vì một cái bài báo nó có hay cách mấy thì nó cũng chỉ vài trang là hết, lúc đó phi công phải quay lại để mà quan sát cái mọi thứ trong cái cabin của mình. Dầu là chiếc máy bay đang được điều chỉnh trong cái là chế độ tự động, nhưng mà không thể nào mà đổ hết cho nó được, phi công phải thường xuyên dán mắt lên cái màn hình, lên cái đồng hồ. Còn nếu mà đọc sách thì lại khác, nếu mà lỡ mà đọc nhầm cuốn sách hay đó, mà nó quất trên 500-600 trang, tới lúc mà phi công mà rời mắt cuốn sách thì lúc đó ôi thôi rồi nha. Cho nên cái khả năng tập trung tư tưởng của phi công rất là cần thiết. Tuy nhiên trong lúc chỉ có thể tập trung vào trong tờ báo chứ không có tập trung trong cuốn sách được. Ở đây cũng vậy nha. Ở đây cũng vậy, khi mình giả tu tập tứ niệm xứ, hành giả phải quan sát cái định của mình nó ở mức độ nào, có thiếu có thừa hay không. Cái tinh tấn có thiếu có thừa khỏi nói rồi, còn nếu mà nó thừa đó thì nó sẽ dẫn tới cái tinh tấn mà nó thừa, nó dẫn tới cái gì ta, dẫn tới cái gọi là hồn. Tu tập tăng đường tâm này, nếu mà tập trung cái định nhiều quá dẫn đến cái biến lười, mà tập trung là cái mà nhiều quá nó đến cái thói, mà xả nhiều quá thì buông hết, buông cả cái định luôn, nhớ nha. Nhớ cái trào cử này tức là phóng vật á, tức là ly kia là phóng vật, nhớ cái này. Rồi như vậy thì tôi nhắc lại, thở nào chưa biết Phật pháp, ta sống trong hát pháp, ta không biết gạn đục khơi trong, không biết là bỏ ác theo thiện, thì cái lúc đó mình khỏi nói. Nhưng khi biết tu học rồi, biết hành đạo rồi, thì buổi đầu bỏ ác hành thiện, sau đó bỏ cái thiện thô giữ lại cái thiện tế, và sau đó là giữ bỏ cái thiện thấp mà lên cái thiện cao, và cuối cùng thì buông sạch. Nếu mà hãy ghi dùm cái này tôi cảm ơn nha. Quá trình lọc vàng của người tu là bỏ ác hành thiện, bỏ thiện thế phải bỏ thiện thấp giữ thiện cao, với mục đích sau cùng là lìa bỏ tất cả thiện ác. Đó gọi là ngày dạy rằng nếu mà làm đúng theo cái quy trình đó thì vị tỷ kheo về thiện chỉ thì có thể đắc chứng các cái tầng thiền và các thành tựu các cái khả năng thần thông. Còn bên thiền quán đó, thì vị đó có thể chấm dứt các phiền não để đắc chứng quả vị thấp nhất là tu đầu quần, rồi lên một chút là tư đại hàm. Sẵn đây tôi nói sơ một chút về đạo quả. Cái tầng đầu tiên là khi mà hành giả có đủ định và tuệ rồi, hành giả sẽ thấy rằng thì ra khổ lạc buồn vui, buồn vui thì ngát, buồn vui thì ngát nó chỉ là do duyên mà có. Ở đây không có ai khổ, không có ai sướng, không có ai thiện, không có ai ác, mà tất cả chỉ là một cái khối năm uẩn được các duyên nó hỗ trợ và mọi thứ nó có mặt theo cái cách là lắp ráp. Khi thấy như vậy hành giả không còn thấy có cái tôi và của tôi nữa. Lúc này hành giả dứt hẳn cái gọi là thân kiến. Thân kiến vắng mặt lúc nào thì lúc đó cũng không còn hoài nghi. Hoài nghi là sao? Vì ấy không còn hoang mang nghi vật đời trước tôi ra sao, sau này tôi ra sao, hiện tại tôi là gì trong cái cõi trời đất này. Mà vì ấy biết rõ rằng được về quá khứ bao nhiêu kiếp đi nữa thì mình cũng là đồ rác do nhiều duyên cộng hưởng và hỗ trợ. Và về đời sau nếu mình tiếp tục luân hồi đó thì cái gọi là sự hiện hữu của mình nó cũng chỉ là năm quẩn 12 xứ 18 giới do các duyên hỗ trợ hình thành nha. Và ngay đời hiện tại sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của năm quẩn 12 xứ 18 giới. Ở đây không có tôi, không có gì là của tôi.
À, cho nên vì nó không còn hoang mang nghi hoặc thắc mắc ngờ vực về cái gọi là tôi và của tôi nữa. Lúc đó vị ấy nhìn thế giới này như là nhìn một đống bọt nước vậy đó. Thì lúc đó như vậy thì vừa thân kiến mất thì hoài nghi cũng mất. Mà khi một người mà không còn thân kiến hoài nghi đó, thì vị ấy làm sao có thể chấp nhận một con đường hành trì nằm ngoài lý tưởng bát chánh đạo, nằm ngoài cái tinh thần của tam học giới định tuệ được. Thế là vị ấy cũng dịch diệt trừ hẳn cái thay luôn cái giới cấm thủ nha. Đó là cái tầng thánh từ đầu tiên, nghe nó đầu tiên thấp nhất mình coi thường, cái thật ra đó cái tầng này là tầng khó đắc nhất, là một. Thứ hai, cái vấn đề mà cái tầng này giải quyết nó lớn hơn cái vấn đề của ba cái tầng thánh trên giải quyết. Anh biết trung trung này có ghi triệt không? Tôi nhắc lại lần nữa, cái tầng thánh tu đầu, cái tầng thánh thấp nhất tuy nói là thấp nhất nhưng thật ra đó, cái vấn đề mà nó giải quyết được nhiều hơn là vấn đề của ba cái tầng thánh trên, đồng thời nó cũng là cái tầng thánh mà khó đắc nhất nha. Yeah. Nên nói đến tu đầu quần là phải ghi hai cái đó. Một là cái tầng thánh khó đắc nhất, tuy nó thấp nhất nhưng mà nó là nhất, vì từ phàm mà vô đó là khó đắc nhất. Và thứ hai, cái vấn đề mà nó giải quyết cũng nhiều nhất, khó đắc nhất và giải quyết nhiều vấn đề nhất. Còn mấy cái tầng thánh sao dễ hơn và cái vấn đề mình để giải quyết cũng nhẹ nhàng ít ôi hơn, và thậm chí mình có thể nói một cách mà nó hơi ví von thôi, tức là đắc tu được hoàn rồi khỏi tu cũng được nữa. Là bởi vì một cái người mà đã không còn thân kiến thì người này không còn cái khả năng mà tái sanh quá 7 lần nha. Trong kinh ghi rất rõ, một cái người mà không còn thân kiến nữa nha thì vì ấy không có cái khả năng mà tái sanh quá 7 lần, nghĩa là khỏi tu hành gì hết, tự động đến cái thứ bảy xong là kết thúc. Nhưng mà đó là nói ví von, nói hình ảnh hóa thôi, chứ còn khi mà ta hết thân kiến là ta rốt ráo niên mặt gấp triệu lần cái người bình thường, kẻ phàm phu, nhớ nha. Rồi xong, bây giờ mình học qua kinh khác. Bây giờ nó đang là 4 giờ, như vậy mình còn 1 tiếng đồng hồ nữa, đó là mình học gọi là cái phẩm chánh giác. Phẩm chánh giác cái phẩm này mình học rồi, cho nên tôi cũng nói nhanh thôi. Tôi mong là sau này khi mình thì đi sâu đi xa hơn nữa trong kinh tạng đó, thì cái gì thông qua được thì thông, để mình đi cho nó lẹ nha. Rồi cái phẩm này chúng ta học rồi, cái kinh học rồi. Này các tỳ kheo, ngày kể lại khi mà ngài chưa có giác ngộ thì ngài đã suy nghĩ trên đời này, người ta nói nó là khổ lạc, buồn vui, đắng ngọt, béo bùi, như vậy nó có hay không? Tự ngài suy nghĩ như vậy, tự ngài suy nghĩ như vậy. Đời này đúng là nó có việc, nó có cái gì hạnh phúc hay không, nó có cái gì là nguy hiểm hay không, và rõ ràng là cuộc đời này nó là một cái nhà tù, như vậy nó có lối thoát hay không? Thì là ngài thấy trước khi thành Phật đó, là ngài thấy rằng thì ra cái gì mà cuộc đời nó thấy thích thú, cái gì mà nó làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thì cái đó chính là cái vị ngọt của đời sống. Còn cái mặt trái của đời sống, cái vị đắng của đời sống, cái sự nguy hiểm của đời sống, nó chính là những cái mà nó đi ngược lại sở thích của người ta. Ví dụ như sanh ly chưa tử biệt, rồi bệnh hoạn, rồi thương mà không được, ghét mà phải gần, thương mà phải xa, muốn mà không xong. Đấy, thì đó gọi là cái mặt trái của thế giới. Và cái thấy được cái ngọt, thấy được cái đắng của thế giới, nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái thứ ba này. Thế giới nó quẩn quanh trong cái đắng và ngọt như vậy, rồi nó dẫn về đâu? Nó dẫn về một cái sự lặp lại tẻ nhạt, mệt nhoài, vô vị, vô nghĩa, vô duyên, vô ích. Nhớ nha, người như chúng ta không có thấy được cái đó. Chúng ta nói chán đời chứ thật ra đó là nguyên một đám toàn là trẻ con trong mắt của bậc thánh. Chúng ta nói đời là khổ chứ thật ra thì chúng ta chỉ hiểu cái chữ khổ rất là nông cạn. Khổ là những gì mà làm cho chúng ta nhăn mày nhíu mặt, làm chúng ta phải đổ lệ, làm chúng ta phải thổn thức, phải đau lòng, phải xé tim, phải đứt ruột, thì mình mới gọi đó là khổ. Nhưng mà trong cái nhìn của bậc thánh thì cái khổ đó là cái khổ ngoài da,
Bởi vì cái khổ mà Đức Phật gọi trong kinh á, trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, cái khổ mà ngài nói đến đó, nó không chỉ gói gọn ở trong cái cảm giác cảm xúc nha, mà ngài nói đến cái trạng thái, cái hoàn cảnh, chứ không phải là cái khổ cảm xúc. Hoàn cái trạng thái, cái hoàn cảnh bất trắc, bất toàn thì được gọi là khổ. Tại sao nó bất trắc bất toàn gọi là khổ? Là bởi vì nó không có còn hoài. Cái ngọt sớm muộn gì nó cũng mất, và nó sẽ nhường chỗ cho cái khổ. Mà bản thân cái khổ là cái nó làm cho mình khó chịu, cho nên nó là khổ là đúng rồi. Nhưng mà cái khổ nào đi nữa nó cũng phải vượt để nó nhường chỗ cho cái vui. Mà cái vui nào nó cũng phải vô thường để nó nhường chỗ cho cái khổ. Có nghĩa khổ chồng lên khổ, trong khổ lại có khổ. Đó là nói về cái khổ. Còn nói về cái vui, những cái nó làm cho các vị cảm thấy hạnh phúc, thật ra nó là cái nguồn là khổ tiếp. Ăn nó là cái nguồn đau khổ trực tiếp, còn cái ngọt nó là cái nguồn đau khổ gián tiếp. Rồi là vì sao? Là vì mình có thích, mà hãy nếu được thì mình hạnh phúc. Còn nếu mình thích mà mình không được là mình đau khổ. Mà các vị tưởng tượng năm nay các vị trung trung bao nhiêu tuổi, tự trả lời thì quý vị bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái mong mỏi mà quý vị được như ý đó. Thí dụ quý vị có muốn quý vị già nhăn nheo, quý vị có muốn quý vị xấu quách không, quý vị có muốn mình xồ xè chảy xệ không, có muốn mắt có giống chân chim không, có muốn gọi là cái pháp lệnh của mình cái nó trùng xuống hay không, mình đâu có muốn nha. Nhưng mà từ từ thì nó lòi ra, rồi bây giờ mình đeo nhẫn trong tay nhìn nó cũng khẳng khiu như chân gà, rồi đồng hồ đeo vô nó cũng vô duyên, rồi phấn son để vô phấn nhạt mà son nó phai, bây giờ có chồng lên thì nó cái da người già mà quý vị nha. Rồi bệnh hoạn bác sĩ cứ kêu réo tối ngày, kêu thử đường thử máu riêng nó chán quá. Thì như vậy đó, mình phải thấy rằng nó là hạnh phúc cách mấy đi nữa nó cũng chỉ là cái nền cho đau khổ. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói rằng tất cả đau khổ trên đời này nó chỉ có hai cái nguồn thôi, đó là có được cái gì đó và không có cái gì đó. Do không có cái gì đó nên mình bị khổ, và hoặc là do có cái gì đó nên mình mới đau khổ. Và hạnh phúc cũng có hai, đó là do có cái gì đó mình mới được hạnh phúc, và do không bị cái gì đó nên mình bị hạnh phúc. Các vị nghĩ có đúng không nha? Cho nên ở đây đó là khi mà xét thấy các cái khía cạnh như vậy đó, Bồ Tát mới thấy ồ, thì ra đời nó có ngọt mà nó cũng có đắng. Đắng là tức là cái nguy nguy hiểm, cái nguy hại của nó đó, tiếng Pali gọi là adinava, tức là bề trái, bề trái của cuộc đời. Mà nếu cuộc đời nó quẩn quanh như vậy thì cách tốt nhất là lìa bỏ nó. Lìa bỏ bằng cách nào? Lìa bỏ bằng cách để vị ấy quán chiếu thấy rằng hạnh phúc và đau khổ đều là đắp đổi cho nhau, cái này tạo ra cái kia, và đã có rồi thì phải mất. Do đó vị ấy mới nhàn từ nhàm chán, mới dẫn đến cái ly tham ly dục. Do có ly tham ly dục nó mới dẫn đến giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát tức là không còn tiếp tục thích trong cái này cái nọ nữa. Tôi xin bảo đảm với các vị một chuyện, đó là không cần phải đắc thánh, không cần phải niết bàn. Cái chuyện đầu tiên, khi mà các vị không còn gì để thiết tha, để theo đuổi nữa đó, ha, là các vị đã bớt đi một bao nhiêu phần trăm đau khổ. Rồi tiếp theo, khi mà mình bớt đi những cái mình bất mãn, ghét sợ đó, thì các vị bớt được bao nhiêu phần trăm nữa nha. Cái này kinh điển ghi rất rõ, và ai có cái đầu mà tương đối tỉnh táo đó là sẽ thấy ngay. Mỗi cái hạnh phúc mình có cái trí tuệ trong hạnh phúc 50% và trí tuệ trong đau khổ 50%. Có trí tuệ trong hạnh phúc là mình đã bỏ đi hết 50% đau khổ. Có trí tuệ trong đau khổ mình mà bỏ đi 50% đau khổ, mình đã giải thoát. Nghe này, tôi nhắc lại, có trí tuệ trong hạnh phúc, trong cái gọi là mình đã được giải thoát 50%. Có trí tuệ trong cái gọi là đau khổ, mình giải thoát 50%. 50 cộng 50 là 100% nha. Giải thoát chỉ là khi mình thấy không còn gì đáng để thích, thì tự nhiên nó lòi ra cái trí thứ hai là không có gì đáng để ghét sợ và bất mãn. Một cái kẻ mà không có gì để bất mãn, ghét sợ, và cũng không còn gì để đam mê theo đuổi, thích thú hưởng thụ, thì kẻ này tự nhiên an lạc.
Còn mình sao? Mình có nhiều người khoe với tôi, nói giờ con không thích gì hết. Nhưng mà cái mặt con xin lỗi, nhìn như cái đống phân mắc mưa vậy đó. Tôi nói rất là nặng, rất là thô tục, nhưng mà tôi phải nói như vậy. Tôi ghét cái người vậy lắm. Cái là học giáo lý ba mớ, nghe mấy ông sư nói là tu là lìa tâm tham á, rồi bây giờ nổ banh xác, nói rằng giờ con không thích gì hết. Nhưng mà thử hỏi bây giờ đó, họ có muốn hành thiền, họ có muốn đi kinh thành, họ muốn sống chánh niệm hay không? Không. Rồi hỏi họ bây giờ họ có ăn để làm phước cho cái kẻ cần thiết không? Không. Họ nói như vậy thôi, nhưng mà tiền với họ nó làm nó là tánh mạng, rồi nhan sắc, rồi sức khỏe, rồi gia tài của họ, con cái tình thân của họ, tiếng tăm thị phi đối với họ nó quan trọng dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên có một bữa nào nó tự nhiên à, tự nhiên cái ngồi dầm dò mới chán chán, cái tưởng mình A-la-hán, con giờ con không có màng gì hết, cái đó là tào lao nha, cái đó phải nói là lao. Tôi ghét mà nói, mà tôi nổi điên, mà tôi khi tôi nói nặng lời, các bạn biết tôi tên là, thật sự tôi cũng đang điên, tức là nó rùi bu, tự nhiên nổi cơn lên, nó giờ con không thích gì hết. Tôi nhớ có một lần đó, ông ruột của ngài sẽ là Phát Quan Thế Âm nói với Đức Phật, ông nói rằng là con bây giờ cũng không có màng cái gì hết, không có cái gì đối với con là quan trọng hết. Mà lúc đó ngài sẽ lại Phật, ngài mới có đắc tu Đà Hoàng, ngài đang cầm quạt hầu Đức Phật nha. Ông cậu ruột của ngài, ông tới ông nghe pháp, ông nghe đó, nói con giờ cũng không có còn thiết tha, con thích thú, con quan cái gì trên đời này. Ông tự nói như vậy ông sẽ được Đức Phật khen. Nhưng mà Đức Phật nhẹ nhàng hỏi ông một câu thế này: ngươi nói ngươi không có thích cái gì, ngươi không quan tâm cái gì hết, như vậy ngươi có quan tâm, có quan hỷ, có thích thú trong cái tình trạng mà mình không thích cái gì hay không? Ngươi có thấy nó là quan trọng không? Nếu mà ngươi thấy nó, ngươi đâu cần thiết phải đem kể ra đây với ta. Ngươi thấy nó hay ho làm sao đó, ngươi mới đem lên đến đây ta đặt, ngươi đặt vấn đề ở đây nha. Đến cả cái người như vậy, cái người mà cho rằng cái gì mình cũng buông, thì họ cũng lại tâm đắc với cái khả năng buông của họ. Một vị A-la-hán không có như vậy. Vị A-la-hán thấy rằng cái này là bất thiện, cái này là thiện, cả hai cái đều là nhân sanh tử, mình bây giờ hết sanh tử hết, chỉ thấy như vậy thôi, chỉ thấy đơn giản. Đây là cái răng mới vừa nhổ, cái đai răng đã làm mình mất ngủ cả mấy ngày nè. Đây bây giờ nhổ ra rồi, rồi bây giờ cái miệng mình tao rồi, chỉ biết như đó thôi. Răng lên không tiếc nuối, không nhớ thương, không căm hờn, chỉ biết đây là cái răng sâu nó đã hành mình bấy lâu nay rồi. Đây bây giờ nhổ, bây giờ bác nha sĩ nhổ rồi, đây giờ mình đang cầm luyện như bàn cái cọp vậy thôi. Nhìn cái răng vô cảm, không có cảm xúc gì hết. Chỉ biết rằng vì nó mình khổ, bây giờ lấy nó ra rồi xong. Còn phàm phu mình thì khác. Là mình cứ đi được một bước là thấy mình hay một bước, cho nên là ngay cái vị ngọt của cái đời sống thế tục mình đã không thấy. Nói gì là mai này mà tu ba mớ mà thấy mình có bố thí, có hiểu đạo, có ngồi thiền, có giữ giới ba mớ là banh xác, coi như là cứ thấy mình hay không. Mà tu hành là lìa, buổi đầu nó đi như hai bước, bước một là lìa ác hành thiện, vì để trốn khổ tìm vui nha. Vì trốn khổ tìm vui mà ta phải lánh ác hành thiện. Nhưng lên cái bước hai, ta tiếp tục lánh ác hành thiện, nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Vì sao vậy? Vì còn thiện là còn vui, mà còn vui là còn khổ, còn thiện là còn ác. Nó khổ như vậy, còn thiện là còn ác, còn vui là còn khổ. Cho nên buổi đầu á, mình tu bằng cái đầu bư của mình á, lánh ác hành thiện là mình thấy mình hay quá rồi. Nhưng mà thật ra lánh ác hành thiện buổi đầu với một cái mục đích là trốn khổ tìm vui. Nhưng tới một cái bậc cao hơn là mình tiếp tục hành thiện lánh ác, nhưng để không còn thiện ác buồn vui nữa. Là vì sao? Vì vì ấy thấy đắng cách mấy, ngọt ấy cũng đều cần phải được giải thoát, tất cả cần phải được bỏ lại sau lưng. Tất cả mọi thứ ở đời này chỉ là chiếc bè cỏ qua sông, qua sông rồi thì bè nào cũng phải bỏ lại hết, dầu đó là một chiếc xuồng ba lá, một bè gỗ, một bè chuối, hay là một con tàu lớn đã lên bờ thì mình đi, chứ có ai mà bằng tìm mọi cách mà giác cái con bè, giác cái phương tiện kia đi theo với mình suốt đời suốt kiếp thì không nha. Cái tinh thần mà xem cái pháp lành đó là chiếc bè qua sông, và tinh thần này không phải dễ được đâu quý vị. Và tôi nhắc lại một lần nữa, kẻ nào còn thấy rằng tôi đang có chánh niệm, tôi đang có trí tuệ là kẻ đó chưa có khá. Mà phải thấy rằng ở đây chỉ có niệm đang có mặt, chỉ có tuệ đang có mặt, chỉ có tàm quý đang có mặt, chỉ có niềm tin, chỉ có từ bi đang có mặt,
Đây không có tôi, không phải của tôi. Mà cái này các vị không có dối ai, không có dối mình được, các vị gạt người ta được, nhưng bản thân các vị phải tự dạy mình, tự dạy mình. Có nghĩa là khi tôi còn thấy tôi hay là tôi còn còn rất là dở. Tôi còn thấy tôi hay có nghĩa là tôi còn đang đang phải đối diện với cái khổ. Mà có ai dạy dỗ muốn mình đi đau khổ bao giờ? Cho nên cách tu hành ngon nhất đó là cứ nghĩ đến cái khổ, cứ nghĩ thế này: hễ tôi còn nghĩ tôi là tôi thì chắc chắn còn có cái của tôi, mà còn có cái tôi và của tôi thì dứt khoát tôi còn có khả năng bị tổn thương. Là vì sao? Là vì một cái chén mà gớm mình luyện từ ở trên cao xuống nó sẽ bị vỡ, vì chất liệu của nó, vì trọng lượng của nó cộng với cái hấp lực của trái đất sẽ tạo ra cái sự tổn thương, sự đổ vỡ. Nhưng nếu chúng ta chỉ là một cọng rơm, một tờ giấy thì tình hình lại khác nha, tình hình nó lại khác. Với cái chất liệu đã làm nên tờ giấy, với chất liệu đã làm nên cái cọng rơm, với cái trọng lượng của tờ giấy, với trọng lượng của cọng rơm, thì cái hấp lực của trái đất không nghĩa lý gì hết. Ở đây cũng vậy, càng tu hành để biến mình là trở thành ra là một tờ giấy, một cọng rơm, còn cứ thấy mình hay, còn thấy mình là giỏi thì coi như mình đang biến mình thành ra là một cái chén bằng sứ. Có như vậy mình nói hoài nhưng họ không hiểu, cứ lén lén thấy mình hay là lạ lùng như vậy nha. Cho nên ngài dạy rằng đó là ta khi mà chưa giác ngộ đó là ta đã thấy rồi, đây 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 là ngọt, đây là đắng, nhưng mà đắng và ngọt hai đứa nó chỉ là một cha một mẹ thôi, gọi vui vậy thôi. Cho nên cái đường thứ ba đó là sao cái đắng cuộc đời, cái ngọt cuộc đời, thì cái đường ba mà ta phải đi đó là ta tìm con đường xuất ly, buông hết nha. Cái đoạn này rất là quan trọng. Rồi tiếp theo đó là cũng y chang như vậy. Cái đoạn kinh vị ngọt, ngài nói là ngài 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 không có phủ nhận cái ngọt là nó có, nhưng mà cái ngọt kiểu đó. Nếu đời không có vị ngọt, không hạnh phúc thì chúng sanh nó lấy cái tuổi phàm phu nó lấy gì nó thích. Nó có cái ngọt cho nên tuổi nó mới có thích. Nhưng mà nó đời sống nó phải chỉ có ngọt không, nó còn có cái nguy hiểm nữa. Bởi vì nếu mà không có vị đắng, không có máu lệ thì chúng sanh nó không có tỉnh giấc nha. Cho nên chính cái hạnh phúc, chính nụ cười nó làm cho chúng sanh mê ngủ, nhưng chính chính những nỗi khổ niềm đau nó làm cho người ta tỉnh giấc. Chỉ hiềm một nỗi, nếu không có Phật pháp thì cứ sau mỗi lần mà bị tỉnh giấc, bị giật mình vì một cơn đau, thì người ta thay vì nghĩ đến chuyện lìa bỏ cái cuộc tử sinh thì người ta lại đi tìm đến những giải pháp tạm thời. Cứ thấy ngứa là gãi càng lỡ, mà càng lỡ càng ngứa, mà càng ngứa thì càng gãi, mà càng gãi thì càng đã, mà càng đã thì càng gãi, mà càng gãi thì nó càng lỡ. Nói chung là gãi lỡ đã, ba cái này nó cứ đua nhau, là gãi rồi lỡ rồi ngứa rồi đã ngứa gãi lỡ, nó cứ nuôi nha, nó đi vòng vòng như vậy đó nha. Ngài nói có, ngài nói có cái đã ngứa, ta không có phủ nhận, ta nhìn nhận có cái đã ngứa, nhưng mà nó đã ngứa xong rồi là bắt đầu nó lỡ, mà nó càng lỡ nó càng ngứa, mà nó càng ngứa là nó càng gãi. Cho nên nếu mà ngài không có cái bài kinh 102 này nè, là nhiều người nói Đức Phật á, là người bi quan, là cái người suối đệ tử nhìn cuộc đời qua cái cặp kính đen thùi lùi xám xịt ra, nó khá ta không phải người như vậy. Ta không phải là cái người mà nhìn đời u ám. Nhưng ngài đã từng nói rằng á, là a-han na ê canh ta qua đi quý phách cho qua đi nì bác, ta không phải là người nói một chiều, mà ta luôn luôn là người nói theo cách phân tích. Ê căn tóc ra đi là ta phải là người căn tóc ra đi, ta phải là người đang luôn luôn là người quy phách cho qua đi, là người là như vậy đó nha. Ngài hỏi ngài thế giới này có hạnh phúc có đau khổ hay không, thì ngài mới nói, ngài không nói có hay không mà ngài nói rằng hạnh phúc, cho nên người ta mới có cái người ta mê, nhưng cũng phải có cái đau khổ mới làm cho người ta tỉnh giấc. Nhưng mà tỉnh giấc nó có hai: một, tỉnh giấc để buông hết mà đi về núi giải thoát. Trường hợp thứ hai, nó đau quá, nó tỉnh giấc, nó bèn đi tìm đến những giải pháp ngu xuẩn. Nó trốn khỏi cái niềm đau này, nó để nó đi đầu tư một cái niềm đau khác. Vấn đề là chỗ đó. Tất cả chúng ta phàm phu trong cái rung này từ vô số kiếp, chúng ta đã biết bao lần
là coi như là phải gọi là máu lệ tràn trề với những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà trong chừng ấy lần đau khổ, chúng ta chỉ có thể giải quyết nó bằng những giải pháp rất đổi phàm phu, có nghĩa là xóa tẩy cái nỗi khổ này bằng một cái niềm đau khác mà ngay lúc đó trước mắt mình không thấy nó đau, mình cứ tưởng nó là hạnh phúc, và ta gọi tên những giải pháp đó là hạnh phúc, chỉ vậy thôi nha. Cho nên có một câu mà tôi nói đi nói lại hoài, đó là nếu trước cửa nhà, trước cửa phòng cái bóp đầm sắt tay luôn luôn vào trong xe, nên treo câu này: không có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi, không hề có hạnh phúc, chỉ có giải pháp cho đau khổ. Tất cả hạnh phúc trên đời này nó chỉ là giải pháp thưa quý vị. Và ở đây nếu mà ngài nói thẳng thừng, nói dứt khoát, nói tuyệt đối, nói một chiều như vậy thì người ta chịu không nổi. Cho nên ngài nói có ngọt, mà nó ngọt kiểu này, nó ngọt kiểu nào, nó ngọt cái kiểu là giải pháp. Giải pháp có nghĩa là đói, nó phải đói thì ăn nó mới ngon, nó phải bị nực thì nó mới thích mát, nó phải bị lạnh thì nó mới nghĩ đến cái ấm, nó phải nhớ nhung thì gặp nó mới mừng, nó mới vui, nó mới hạnh phúc. Chỉ còn với nó chán chường nhau thì nó gặp nhau chỉ thêm khổ thôi, thì biết không, có những người mà trước đây xa nhau mình nhớ le lưỡi, bây giờ mình gặp họ mình chỉ muốn nói chết, thì gặp nó mình cứ nghĩ là ai cũng chết mà tại sao Du không chịu chết. Có nhiều người như vậy nha, cái cũng cái nhà đó, cũng chiếc xe đó, cũng cái phòng đó, mà trước đây trời được mình mong đợi để được có mặt, để được gần gũi, bây giờ mình nhìn nó mình ngán lên tới óc luôn nha. Cho nên nó là ngài xác nhận được cái nỗi khổ niềm đau trên đời này, nó chính là cái điều kiện, nó là cái cơ hội cho mình tỉnh ngủ. Có một điều tỉnh ngủ nó có hai, một để mà buông hết mà đi, trường hợp thứ hai tỉnh ngủ để rồi đi tìm đến một cái giải pháp u mê ngu xuẩn khác. Đó là bài kinh, là bài kinh tiếp theo. Bài kinh này là giảng xong bài kinh này mình nghỉ nè, bài kinh khóc than. Ở trong chú giải mới nói, trong chú giải có nói rằng nó là, trong chú giải có nói rằng là có một nhóm mấy vị tỳ kheo lúc cao hứng đi đường mà để cho Phật tử thấy, vừa đi vừa huýt sáo, vừa đi vừa ca hát, hát ngoài đường thì họ thấy họ khó chịu, họ mới vào mới bạch với chư tăng. Rồi cuối cùng cái câu chuyện đó, cái sự vụ đó được bạch lên Đức Phật, đến ra Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới gọi, chư tăng, ngài mới gọi chư tăng, ngài mới giải thích thế này này: các tỳ kheo, ở trong cái giáo pháp của bậc thánh á, giáo pháp của chư Phật ba đời mười phương, ca hát nó chỉ là một cách than khóc thôi, khiêu vũ nhảy múa nó chỉ là một cái kiểu bày tỏ của người mất trí thôi. Đó nha, ở trong cái tinh thần của Phật pháp thì ca hát nó chỉ là một cách than khóc, mà khiêu vũ nhảy múa nó chỉ là một cái kiểu, một kiểu hoạt động điên loạn. Và đó là cười lộ cả răng đó thì được xem là trẻ con. Và Đức Phật ngài dạy rằng khi cần thiết nhiều lắm là chỉ mỉm cười thôi, chỉ cười. Nhưng bài kinh này đối với rất nhiều người trong room này, cái bài kinh này cạn có gì hết, nhưng mà đối với tôi, thứ nhất kinh nào cũng sâu, vấn đề là cái đầu mình nó cạn, chứ không phải kinh nào cạn, là cái đầu mình nó cạn quá đi. Giống như mình giống như con vịt vậy đó, tức là sông sâu biển rộng gì đó thì mình cứ nổi phiêu lên có một lớp trên vậy đó. Rồi mình không thể nào mình thấy con vịt nó nổi rồi mình cứ nghĩ rằng cái vùng nước này nó chỉ có tới đó, thì không phải. Cái kinh này nó sâu là sâu chỗ nào? Khi mà các vị quán chiếu thấy rằng thế giới này có đến ba cái khổ, và thế giới này không phải có khổ mà thế giới này là ba cái khổ nha: một, sự có mặt của những thứ làm cho ta khó chịu; thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho ta dễ chịu; thứ ba là cái sự lệ thuộc các điều kiện, các nhân duyên để mà có mặt. Khi mà ta quan sát thế giới này như vậy một cách thường xuyên, thường trực, thì ta sẽ thấy rằng thơ nhạc thi ca văn chương nếu không có cái nội dung hướng thượng và hướng thiện, đây người đang nói đến thế gian, thì chỉ
là khóc. Các vị ở trong một cái nhà giam, thì nếu mà quý vị đi nghe một cái nhà giam mà các vị nghe trong đó có một cái giọng hát lạnh lót, thì các vị nghĩ gì? Tôi không biết các vị nghĩ gì, nhưng mà riêng tôi, nếu tôi đi ngang một cái bệnh viện ung bướu, tôi đi ngang một cái nhà tù, đặc biệt là ngang cái khu giam của chờ sự bắt nhắc, tôi đi ngang cái khu mà chữa trị đặc biệt cho người ung thư kỳ cuối, đi ngang cái khu mà giam nhốt tử tù chờ ra mà bãi bắn, mà tôi có nghe được một cái giọng hát lạnh lót véo von nào từ trong đó vọng ra, thì tôi không biết quý vị có cảm xúc gì, chứ tôi đó, tôi cảm thấy ngùi. Tôi phải nói rõ là tôi rất ngậm ngùi nếu mà tôi nghe cái giọng hát hay không lạnh lắm, nó vang ra, nó vọng ra từ những cái chỗ như vậy, từ cái chỗ, từ cái khu điều trị ung thư kỳ cuối, từ cái khu biệt giam tử tù. Thì đối với tôi, tiếng hát đó là cả một cái sự nghiễm. Còn trong cái muốn gọi nó là niềm khát vọng sống của khỉ mốc thì nó tùy quý vị, nhưng mà riêng tôi đó, tôi chỉ nghe đó tôi chỉ ngậm ngùi thôi, gần chết rồi hát hay làm chi vậy đại ca nhé. Ở đây cũng vậy, khi một hành giả tu tập miên mật tới nơi tới chốn rốt ráo dứt khoát rồi đó, thì hành giả sẽ thấy rằng đó, tất cả những cái bày tỏ tình cảm cảm xúc của phàm phu nó chỉ là một sự mỉa mai ghê gớm lắm nha, nó mỉa mai lắm. Tôi cách đây mới mấy hôm, trong một cái trận gọi là trong cái ma trận thị phi, tôi phải nói bây giờ tôi khác ngày xưa nhiều lắm. Tôi đâu dám khoe tôi là thánh, trừ ra lúc tôi uống nước cống thôi nha, chứ đâu có lúc nào mà tôi dám nhận là thánh. Nhưng bây giờ là sau nhiều lần bệnh hoạn rồi bị thị phi, bị trục trặc này đó, tôi phải cảm ơn đời, và dĩ nhiên trên hết là cảm ơn Đức Phật đã cho tôi cái nhìn về thế giới này, gọi là khi vui thì tôi cũng có cách nghĩ để tôi vui, để mà tôi thích cái này cái kia, nhưng mà khi cần á, tôi chỉ thò ra tôi bấm một nút một thôi, trong cái tâm của tôi thò tôi bấm một nút một, thì tôi có cách nhìn về nó. Tôi nhìn đâu tôi cũng thấy nó là cái trại giam tử tù, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy nó là cái khu điều trị ung thư kỳ cuối. Các vị trong room có quyền tin hay không thì tùy nha, nhưng mà phải nói nó là một cái chuyện có thật. Tại vì mình chẳng qua có gì ghét tôi quá, có gì nó ổn nói, bởi vì ông đạo đức giả ông đang thổi phồng ông, nhưng mà các vị có một chuyện các vị phải tin, đám trong rừng mình gần chết hết rồi, đi về thử để đi đi khám bệnh lại đi. Ai trong rừng này kỳ rồi, một một bà bên Mỹ cho tôi biết chuyện đó, xin biết không, nói xin đừng có buồn nghe. Bây giờ đè ra em nào cũng có vấn đề, 50 trở lên là em nào cũng có vấn đề hết, có điều là nó xa nó gần thôi. Nó gần có nghĩa là bây giờ nó bị cancer rồi, bây giờ nó bị cao máu, nó bị dư mỡ, nó bị tim mạch rồi, đúng. Nhưng mà xa là sao, có nghĩa là nếu mà quý vị là triệu phú, bữa cái bà bác sĩ nói tôi giật mình, và nói nếu siêu là triệu phú, người ta đoán trước được cái tình trạng sức khỏe của siêu trong 3 tháng 5 tháng 1 năm 2 năm nữa đoán được. Nhưng chẳng qua là bây giờ siêu không có triệu phú, chỉ đi khám định kỳ thì người ta chỉ thử phân, thử máu, thử đàm, thử nước tiểu, họ chỉ nói cái gì nó có trong đó thôi. Chứ nếu siêu là triệu phú là tỷ phú là người ta có thể dự đoán xa hơn nữa, người ta có thể phân tích là cái với cái mức đường, mức muối mà sẽ ăn mỗi ngày đó, cộng với cái điều kiện sinh hoạt hiện tại của sư đó ha, họ sẽ cộng trừ nhân chia, họ sẽ cho biết 3 năm nữa sẽ ra sao. Tôi cho quý vị biết, chứ quý vị đừng có ngồi đó mà làm thơ. Bữa tôi nghe bà bác sĩ bà nói nếu mà sư là triệu phú, người ta sẽ làm gì, nó ta sẽ coi, người ta sẽ phân tích cái xương, cái lượng canxi của sư, cái lượng mà vitamin C, A, rồi B1, B6, B12 của sư hiện giờ trong cơ thể sư, rồi họ cộng với môi trường sống của sư, cái lượng oxygen của sư, cái lượng carbonic mà trong lượng CO2 mà lãng đãng phản phất trong cái môi trường của sư, họ tổng cộng là thức ăn rồi dưỡng khí rồi kiểu sinh hoạt của sư, rồi họ phân tích cả cái genetic từ cái hệ di truyền của sư, bla 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 bla, họ sẽ cho ra được một cái viễn ảnh sức khỏe và tuổi thọ sau này của sư. Tôi cho sư biết kinh khủng như vậy, mà trong trong mình tôi e rằng có hơn một nửa không biết chuyện này, cứ tưởng là cái kết quả xét nghiệm mà định kỳ là ok, xin thưa cái đó là dành cho người nghèo nha. Tại sao cái đám giàu nó sống lâu là bởi vì
bao nhiêu thứ của nó là được tính toán rất là kỹ. Cái thì biết đôi giày của mình mang mà không đúng cách nó hại cái cột sống người ta biết không? Đâu có biết. Nó khổ như vậy. Tôi nói tình cờ, tôi nói cho nhiều người nghe, họ há học mà họ dòm tôi, nó có thiệt không? Tôi nói thiệt chứ. Nha. Quý vị cái biết cái hàm răng của các vị đó, cái hàm răng các vị cái cắt nhán á, nó ảnh hưởng đến cột sống các vị biết không? Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của cái giới nha khoa Mỹ đó. Tôi nhắc lại lần nữa, cái khả năng làm việc của hàm răng á, nó ảnh hưởng đến cột sống. Rồi cái đôi giày mà mình mang nó ảnh hưởng đến cột sống mình quý vị à, nha. Cho nên nếu mà biết hơi nhiều như vậy các vị thấy, thì rõ ràng những lời ca tiếng hát, những tiếng cười, những tranh ảnh thơ họa mà chúng ta đang cắm đầu thưởng thức từng ngày, nó chỉ là những sản phẩm u buồn và mỉa mai được mang ra từ cái khu biệt giam của tử tù, từ cái khu điều trị đặc biệt cho những người ung thư kỳ cuối. Và hẹn các bệnh nhân ngày mai, tôi mệt lắm rồi, bye bye. Idam me nyati nam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nam hotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asuwa kaya waham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam padam sabbam.